Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 24. Lục Vân khen ngợi Doãn Thu Thủy, Doãn viện trưởng, bà thật thông minh. Nghe xong lời này, sắc mặt Doãn Thu Thủy không hề dịu đi chút nào, ngược lại còn cười chế nhạo một tiếng nói, cho dù tôi có thông minh đến mấy, thì cũng không so được với sự thông minh của cậu đâu nhỉ. Tất cả những gì cậu đang làm bây giờ là đùa với lửa, là lấy trứng chọi đái. Tâm tư của Lục Vân đã bị Doãn Thu Thủy nằm thóp. Hơn nữa còn đoán đúng 8-9 phần. Chỉ có một điều duy nhất bà ấy đã đoán sai, đó là Lục Vân không hề cố gắng lấy trứng chọi đá mà đang cố gắng tìm ra sự thật theo cách riêng của mình. Doãn Thu Thủy không biết điều đó, bây giờ bà chỉ cảm thấy ghét hẳn chỉ vì quá bốc đồng. Lúc này, Lục Vân lại nói, dù sao tin tức về cuộc hẹn giữa tôi và Vương Húc đã truyền đi rồi. Bây giờ có nói gì cũng vô ích, chúng ta chỉ có thể đi tới đâu tính tới đó. Vào ngày cuộc chiến diễn ra cậu không cần phải xuất hiện. Bây giờ rất ít người biết đến cậu, cậu vẫn còn cơ hội rời khỏi kinh thành, sau này không được dây dưa với Lạc Ly nữa. Bên ngoài đồn Lục Vân là người đàn ông của Lạc Tiên Tử, nhưng người nhìn thấy bộ mặt thật sự của Lục Vân thực sự không nhiều. Nếu như lúc Lục Vân rời đi cách khiêm tốn một chút sẽ không thu hút sự chú ý của người đó, bởi vì cho đến nay, người đó vẫn chưa biết Lục Vân chính là đứa trẻ năm đó. Thế nhưng một khi người đó nhìn thấy Lục Vân chắc chắn sẽ nảy ra nghi ngờ. Bởi vì trông hắn thật sự quá giống. Nếu người đó cho người điều tra về Lục Vân, phát hiện ra hắn đến từ Viện Phúc Lợi Ánh Dương ở Giang Thành, thì người đó sẽ nhận ra danh tính thực sự của Lục Vân. Đến lúc đó, Lục Vân mới gặp phải nguy hiểm thực sự. Doãn Thu Thủy bắt hắn không nên dây dưa với Lạc Ly vì cô quá bắt mắt dễ gây sự chú ý, cho nên nếu Lục Vân đi bên cạnh cô nhất định sẽ bị lộ. Nhưng mà sau khi Lục Vân nghe lời đề nghị của bà ấy, thì hẳn lại tỏ ra phản đối kịch liệt nói, không được. Mặc dù hiện tại Lạc Ly chỉ là chị gái nuôi của tôi, nhưng không gì có thể không thể đảm bảo rằng trong tương lai cô ấy sẽ không trở thành vợ tôi. Làm sao tôi có thể không dây dưa với vợ mình chứ? Cậu, Doãn Thu Thủy bị Lục Vân làm tức điên rồi. Hà ẳn sắp chết rồi mà còn muốn cưới Lạc Ly làm vợ, thằng nhóc này bị ngốc rồi đúng không? Doãn Thu Thủy đang định dậy hẳn hiện tại nên tránh xa dư luận. Sau này hãy nói chuyện cưới vợ sau, muốn cưới vợ thì trước tiên phải giữ được mạng của mình cái đã. Nhưng mà Lục Vân lại nói, cho dù tôi không tính toán chuyện cưới vợ, thì tôi cũng không thể rời đi, bởi vì Uông Húc đã nói, nếu tôi thất hứa thì sẽ tấn công nhà họ Long. Sắc mặt Doãn Thu Thủy tối sầm, bà ấy nói, việc này tôi có thể giúp cậu thương lượng, hoặc là bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến nhà họ Uông để xin lỗi, chấm dứt chuyện này. Thật ra thì quan hệ giữa nhà họ Doãn gia và nhà họ Uông kỳ thực không hòa thuận lắm. Mặc dù Doãn Bính và Uông Nguyên đều là những hộ pháp của Vũ Minh Kinh Thành và có nhiều cơ hội gặp nhau nhưng họ chỉ lịch sự xã giao chứ không có nhiều tiếp xúc riêng tư. Nhưng suy cho cùng thì chuyện của Lục Vân chỉ là chuyện nhỏ có thể bỏ qua, Doãn Thu Thủy bắt hắn đến xin lỗi rồi bồi thường một chút, nhà họ Uông cũng không thể không nể mặt bà ấy được. Doãn Thu Thủy quyết định sẽ làm như vậy. Đến lúc định kéo Lục Vân ra ngoài thì hắn lại làm ầm lên, không được, đây. Vốn không phải là lỗi của tôi. Nếu tôi đi xin lỗi thì mất mặt quá rồi. Bộp, Doãn Thu Thủy dùng tay trái tát vào mặt Lục Vân. Cơ thể mảnh rẻ của bà ấy run lên vì tức giận. Bà ấy cuối cùng không kìm được mà hét lên, Lục Vân, đến cuối cùng cậu muốn làm cái quái gì vậy? Doãn Thu Thủy làm sao có thể không nhìn ra Lục Vân đang kiếm cớ, dù như thế nào cũng muốn làm lớn chuyện này. Dù bà ấy có đưa ra bao nhiêu lời khuyên, hẳn cũng không nghe. Tất nhiên là hắn đã làm bà ấy tức giận, cái tát này giáng thẳng vào mặt Lục Vân. Lục Vân có thể tránh được, nhưng không cần thiết, khi nhìn thấy Doãn Thu Thủy tức giận mắng hắn, Lục Vân cũng trở nên nghiêm túc hơn, ở khoảng cách gần mà nhìn thẳng vào mắt Doãn Thu Thủy. Bà hãy nói cho tôi biết về vụ hỏa hoạn năm đó và cả thân phận thật của tôi. Nếu Lục Vân có thể lấy được một số thông tin từ chỗ Doãn Thu Thủy mà không cần để lộ thân phận thì điều đó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tìm ra sự thật. Bị Lục Vân hỏi như thế, biểu cảm tức giận trên mặt Doãn Thu Thủy lập tức biến mất, thay vào đó, trong mắt bà ấy hiện lên một tia hoảng sợ. Bà ấy vội vàng tránh ánh mắt của Lục Vân. Đã nói thẳng như vậy rồi mà bà còn không muốn nói cho tôi biết sao? Lục Vân hỏi. Từ nấy đến giờ vì chuyện cuộc đấu đó mà bà ấy vẫn luôn cực kỳ nóng nảy, cho đến khi Lục Vân hỏi ra câu hỏi đó, ngọn. Lửa nóng nảy của bà mới vụt tắt. Ánh mắt Doãn Thu Thủy tối sầm lại,
buồn bã nói, tôi sẽ không nói cho cậu biết, cậu cũng không nên biết. Quả nhiên, bà ấy vẫn không chịu nói. Lục Vân cười khổ một tiếng, từ sự sốt sắng của Doãn Thu Thủy có thể thấy bà ấy thực sự quan tâm đến hẳn, hay nói là bà ấy quan tâm rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn từ chối nói ra những gì mình biết. Điều này xác thực đã vượt ngoài sự mong đợi của Lục Vân. Giọng điệu của Lục Vân dịu đi một chút, nói, nếu bà vẫn không chịu nói chuyện này, thì nếu đổi thành một vấn đề khác, bà có thể nói cho tôi biết không? Là gì? Doãn Thu Thủy yếu ớt trả lời. Giữa chúng ta có quan hệ gì? Doãn Thu Thủy vẫn không trả lời. Lục Vân chậm rãi thở ra một hơi, cười nói, tôi hiểu rồi, Doãn chủ nhiệm, tôi sẽ tự mình tìm hiểu, bà không cần thuyết phục tôi nữa, tôi nhất định sẽ xuất hiện trong trận chiến đó. Đã đến nước này, mà Doãn Thu Thủy vẫn không chịu nói cho hắn biết về mối quan hệ giữa hai người, điều đó có nghĩa là những chuyện này có liên quan đến chuyện gì đó Doãn Thu Thủy không thể nói ra. Đương nhiên Lục Vân sẽ không ép người khác việc họ không muốn. Mở cánh cửa văn phòng ra, Lục Vân bước ra ngoài, khi cửa đóng lại, hắn nói cảm ơn viện trưởng Doãn đã quan tâm. Toàn thân Doãn Thu Thủy run lên, sau đó yếu ớt ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt lộ ra một tia thống khổ. Suy cho cùng, Học viện Võ Đạo Kinh Thành là cung điện dành cho tu võ giả, lập rất nhiều võ quán, giống như lớp học ở các trường học bình thường. Những võ quán này đặc biệt sử dụng để các học viên học hỏi lẫn nhau. Chỉ bằng cách không ngừng học hỏi lẫn nhau, chúng mới có động lực để tiến về phía trước. Võ quán lớn nhất có kích thước tương đương một nhà thi đấu bóng rổ, khu vực xung quanh được bao phủ bởi những chiếc ghế được bố trí hợp lý. Võ quán này thường chỉ đông người khi thi tốt nghiệp. Nhưng hôm nay, không phải là kỳ thi tốt nghiệp, nhưng nó vẫn đông đúc lạ thường, đông đến không còn chỗ ngồi. Cũng vì không còn chỗ ngồi cho nên có một đám đông dày đặc đứng sau hàng ghế cuối cùng. Không khí ồn ào huyên náo. Đông tới mức người nào cũng phải đứng sát vào nhau, vai chạm vai. Vì hôm nay là một ngày bất thường. Hôm nay là ngày Vương Húc, một võ giả cấp thiên ải có hẹn đấu với người đàn ông của Lạc Tiên Tử. Tất cả mọi người đều đang mong đợi xem người đàn ông bí ẩn đó trông như thế nào, thân phận ra sao, thực lực ra sao. Hình ảnh Lục Vân cõng Lạc Tiên Tử đã được lan truyền trên diễn đàn của Học viện, chuyện diễn ra quá nhanh, nên những bức ảnh đó chỉ chụp được bóng lưng của Lục Vân và Lạc Tiên Tử ở trên lưng hắn. Hôm nay, bộ mặt thật của người đàn ông này cuối cùng cũng lộ diện. Có thể tưởng tượng được tâm trạng của mọi người phấn khích như thế nào. Từ đó cũng có thể thấy Lạc Tiên Tử được giới võ tu kinh thành chú ý đến mức nào. Hơn nữa, cảnh tượng ngày hôm nay đã là kết quả của sự kiểm soát cấp cao của học viện, bên ngoài còn có rất nhiều người muốn vào xem nhưng đã bị chặn lại ở ngoài cổng học viện. Kể cả người của nhà họ Long, họ thậm chí còn không đủ tư cách để vào xem. Chỉ có Long Diệc Tuyết nhận được giấy báo nhập học do Đinh Văn Hoành gửi, nên cô mới thành công bước vào học viện, đến võ quán này chờ cuộc thi bắt đầu. Nhưng cô cũng chỉ có thể nhón chân đứng ở phía sau vì có quá nhiều người. Một lãnh đạo của học viện đọc lá thư cam kết của hai bên, chứng minh họ tự nguyện ký giấy chứng nhận sinh tử, dù kết quả cuối cùng là sống hay chết thì cũng không bên nào phải chịu trách nhiệm. Rất nhiều lãnh đạo học viện võ đạo kinh thành đảm nhiệm các chức vụ trong Vũ Minh nên văn bản đọc ra đều có thẩm quyền nhất định. Khi nghe tin họ đã ký giấy chứng nhận sinh tử thì đám đông lập tức bùng nổ. Bọn họ đã sớm nghe nói đây là trận đấu bằng cả sinh mang, nhưng đến thời khắc này bọn họ vẫn không khỏi hưng phấn. Không biết tại sao hai người này lại gây ra trận chiến này nữa. Chẳng lẽ là vì Lạc Tiên Tử? Bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, lúc này ở trung tâm võ đài đã xuất hiện một bóng người, lông mày hình kiếm, mắt sáng kiêu căng, chính là thiên tài nhà họ Uông, Uông Húc. Khi Uông Húc xuất hiện trên võ đài, sự mong đợi của đám đông xung quanh đã tăng lên không ngừng. Bởi vì tiếp theo, người đàn ông của Lạc Tiên Tử, bóng lưng của chàng trai trẻ bí ẩn được lan truyền, cũng sẽ sớm xuất hiện. Đây rồi, là hắn, đúng rồi. Bá đạo tổng tài trên mạng. Những sinh viên đã nhìn thấy khuôn mặt của Lục Vân đang kêu lên, theo tiếng hét của bọn họ, một thanh niên tầm 20 tuổi chậm rãi đi về phía đối diện của Uông Húc. Đồng tử của mọi người đột nhiên co rút lại. Tại sao lại trẻ như vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhiều người có mặt thực sự đã nhìn thấy bóng lưng của Lục Vân. Nhận ra hắn chỉ là một chàng trai trẻ, nhưng họ không ngờ rằng hắn lại trẻ như vậy.
Uông Húc 27 tuổi, gần bước sang 28 tuổi, dung mạo đã bắt đầu ra dáng đàn ông trưởng thành, tuy kiêu ngạo nhưng cũng không thiếu sự kiên định. Lục Vân so với anh ta, hiển nhiên non nớt hơn rất nhiều. Lần đầu tiên nghe nói thanh niên này dám hẹn Uông Húc đánh nhau, bọn họ còn tưởng rằng hắn cũng cùng tuổi với Uông Húc, hoặc trẻ nhất không dưới 25 tuổi. Ai ngờ sự thật lại nằm ngoài sự mong đợi của mọi người. Có lẽ chỉ vì còn trẻ nên háo thẳng, thiếu suy nghĩ, không biết sợ hãi. Có người nói như thế. Những người bên cạnh nghe vậy, cảm thấy quả thực cũng có lý, bởi vì chỉ có thanh niên cường tráng mới dám đi khiêu chiến với thiên tài Uông Húc, thậm chí còn dám ký vào giấy chứng nhận sinh tử, cái này rõ ràng là đi tìm cái chết mà. Vậy mà Lạc Tiên Tử cũng không ngăn cản hắn, giờ mới để ý. Tại sao dịp quan trọng như vậy mà Lạc Ly lại không tới? Mọi người đã đưa mắt tìm kiếm Lạc Tiên Tử vô số lần nhưng vẫn không hề tìm thấy cô đâu. Tuy ở đây có rất nhiều người, có thể nếu đổi thành người khác vào thì rất có thể sẽ lẫn hẳn vào đám đông, nhưng Lạc Tiên Tử thì không thể nào, cô ấy rực rỡ như vậy, nếu có đến thì không thể nào không có người chú ý tới được. Thực sự kỳ quái. Phải chăng vì cô yêu chưa đủ sâu đậm nên không quan tâm đến sự sống chết của chàng trai này? Rất có thể là vậy. Bọn đàn ông không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tại thời điểm này, trung tâm của võ đấu, Uông Húc nhìn hai tay trống không của Lục Vân, hỏi, vũ khí của anh đâu? Vì là ván cờ sinh tử nên hai bên đều phải phát huy 100% sức chiến đấu. Vũ khí, ám khí, đan dược, gì cũng được miễn là có thể nâng cao sức chiến đấu của họ thì đều có thể được sử dụng tất cả mọi thứ. Uông Húc mang đến một viên thuốc có thể tạm thời nâng cao tu vi của mình, nhưng mà giờ anh ta không uống. Bởi vì không cần thiết. Anh ta nghĩ đây chỉ là một trò chơi mà anh có thể đơn phương nghiền áp đối phương. Về phần thanh kiếm trong tay anh ta cũng là tiện tay cầm theo, thấy Lục Vân không mang theo gì thì không khỏi tò mò hỏi. Lục Vân lắc đầu nói, tôi quen dùng tay không đánh nhau rồi. Đương nhiên Lục Vân cũng có vũ khí, hơn nữa còn là một thanh tuyệt thế kiếm. 5 năm trước lão đạo sĩ đã đưa cho hắn. Lần đầu tiên hắn sử dụng là khi bước vào chiến trường ở Biên Cương. Tuy nhiên, Lục Vân rất hiếm khi sử dụng nó. Không phải là không giỏi dùng, mà chỉ thích giấu đi làm đồ chơi. Uông Húc nheo mắt thành hình vòng cung, trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên rút ra một mảnh vải trên người, quấn thanh kiếm lại buộc ở sau lưng, hừ lạnh một tiếng, tôi không cần dùng kiếm để đối phó với anh. Anh ta thực sự tự tin. Lục Vân không sử dụng vũ khí anh ta cũng không thèm sử dụng, nhưng nếu sau này anh ta phát hiện Lục Vân sử dụng ám khí, anh ta có thể lập tức xé rách tấm vải lụa một kiếm giết chết Lục Vân. Lục Vân cười nói, Uông Húc, anh không chỉ có tự tin, thậm chí còn có chút điên cuồng, nhưng mà... Tôi thích. Lời nói vừa rơi xuống. Hai chân của Lục Vân nhún mạnh, sau đó giống như một quả đạn đại bác, lao về phía Uông Húc bằng một đòn công kích cực kỳ hung hãn. Một quyền đánh ra, lực lượng điên cuồng dâng trào. Trận chiến đã chính thức bắt đầu. Lục Vân đấm Vương Húc một cú khá mạnh nhưng sau cú đấm ấy, cơ thể của Vương Húc không lắc lư tí nào. Chỉ có thế. Những người xung quanh đều choáng váng. Vương Húc cũng sửng sốt. Vốn tưởng Lục Vân rất có năng lực, cú đấm vừa rồi khá mạnh nhưng uy lực của nó lại không đến mức làm tổn thương đến nửa sợi tóc của Vương Húc. Đây chẳng phải là quá rác rưởi sao? Hắn lấy đâu ra dũng khí đi khiêu chiến Vương Húc? Vậy, Vương Húc cũng đợi một lúc, dự đoán đòn tấn công tiếp theo của Lục Vân. Nhưng sau cú đấm đó, Lục Vân lại rút lui và ảo não nói, vững vàng thật, giờ đến lượt anh đánh tôi. Như vậy có khác gì trẻ con đánh nhau không? Tôi đánh anh sau đó anh lại đánh tôi. Đây là trận chiến sinh tử đấy. Vương Húc đột nhiên cảm thấy hối hận khi đồng ý làm một trận sinh tử với Lục Vân, một đối thủ rác rưởi sẽ chỉ hạ thấp địa vị của anh ta mà thôi. Khi ở nhà hàng 3 hôm trước, lẽ ra anh ta nên giết luôn tên nhãi này. Nhanh lên, để tôi xem nắm đấm của anh mạnh đến mức nào. Lục Vân tựa hồ hoàn toàn không biết hành vi của mình lúc này trẻ con đến mức nào, không ngừng thúc giục Vương Húc tấn công. Vương Húc không nói nên lời nhưng vẫn cười lạnh. Có chút sức lực này mà cũng dám khiêu chiến với tôi. Chỉ sợ cậu không chịu nổi một nửa sức lực của tôi. Nói xong, anh ta thản nhiên tung ra một cú đấm.
Nếu như Lục Vân đã dùng toàn lực cho cú đấm vừa rồi thì Vương Húc tự tin rằng anh ta chỉ cần dùng 50% sức lực là đã có thể đập nát xương của Lục Vân. Ấy! Vương Húc đang định lắc đầu thì nhìn thấy Lục Vân ở phía đối diện chỉ lùi lại mấy bước, không hề có dấu hiệu bị thương. Lại còn nói tôi công kích yếu, nắm đấm của anh cũng chẳng mạnh mấy. Lời nói của Lục Vân đã thành công chọc tức Vương Húc, trong mắt anh ta hiện lên một tia lạnh lùng, nói, nếu như cậu đã muốn chết thì đừng trách tôi. Thấy mình bị một tên rác rưởi coi thường, Vương Húc cảm thấy vô cùng tức giận. Anh ta lại tập hợp nội lực và tung ra một cú đấm về phía Lục Vân. Cú đấm còn chưa tới, gió mạnh đã thổi bay quần áo của Lục Vân. Lần này, Vương Húc đã sử dụng 70% sức lực. Anh ta tưởng lần này cuối cùng đã có thể giải quyết được tên nhãi này nhưng giây tiếp theo, ánh mắt của anh ta cứng đờ. Nắm đấm của anh ta bị Lục Vân chặn lại. Làm sao có thể? Vương Húc cau mày. Lẽ nào phải dùng hết sức lực để đối phó với thằng nhãi này? Như thế chẳng khác nào nói với người khác rằng thực lực của anh ta ngang bằng với Lục Vân hay sao? Như vậy thật mất mặt. Nhưng nếu không thể đánh bại Lục Vân sau ba cú đấm thì có lẽ lúc đó anh ta sẽ càng xấu hổ hơn. Vì thế sau khi suy nghĩ một hồi, Vương Húc quyết định dùng toàn lực tấn công. Cú đấm này cực kỳ hung hãn, vào khoảnh khắc nội lực bên trong cú đấm bùng nổ dường như khiến cho không gian rung chuyển. Đây là một đòn toàn lực của hóa cảnh hậu kỳ. Lục Vân vẫn duy trì thế phòng thủ, không trốn tránh hay rút lui mà vẫn để cho cú đấm oanh tạc về phía mình giống như hai lần trước. Chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể của Lục Vân hơi phồng lên một chút. Đây là hiệu ứng do nội lực từ cú đấm của Vương Húc trúng vào người Lục Vân khiến cho người hắn hơi phồng lên. Khi nội lực hoàn toàn tiêu tán, hình dáng cơ thể của Lục Vân lại trở lại như cũ. Nhìn thấy cảnh này, con người của mọi người đều co rút. Đòn tấn công của Vương Húc lại bị Lục Vân chặn lại. Hơn nữa, Vương Húc lại dùng toàn lực cho đòn tấn công đó. Quả thực chàng trai trẻ Lục Vân này lọt vào mắt Lạc Tiên Tử không hề vô lý. Chỉ là rốt cuộc tu vi của hắn sâu bao nhiêu. Lúc này, mọi người mới ý thức được rằng đã quan sát hắn một lúc lâu nhưng vẫn không nhìn ra thực lực của Lục Vân. Có khi nào còn mạnh hơn cả hóa cảnh hậu kỳ không? Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Điều này quá khó tin. Vương Húc cũng có nghi vấn tương tự. Anh ta thực sự không hiểu nổi làm sao Lục Vân có thể chặn được đòn tấn công của mình. Vì thế anh ta nghiêm túc hỏi, rốt cuộc tu vi của cậu như thế nào? Tôi á, hóa cảnh sơ kỳ. Lục Vân mỉm cười đáp lại, đồng thời tạo ra một tấm khiên bảo vệ bản thân. Đây quả thực là khí tức của hóa. Cảnh sơ kỳ. Một tu luyện giả muốn cải trang thành tu võ giả không hề khó. Sở dĩ vừa rồi Lục Vân chỉ phòng thủ mà không tấn công là vì hắn lo rằng nếu như không khống chế tốt sức mạnh thì một quyền của hắn sẽ lập tức đánh Vương Húc thành cho bụi. Nếu như vậy chẳng phải sẽ dọa sợ những kẻ đứng sau hay sao? Vì thế, cách tốt nhất là phòng thủ chứ không nên tấn công để tạo cho mọi người cảm giác rằng hắn đang trong giai đoạn hóa cảnh sơ kỳ. Mới 20 tuổi đã đạt hóa cảnh, hắn đã là tu võ giả có thiên phú nhất được ghi nhận ở Long Quốc, thiên phú của hắn còn kinh khủng hơn cả Lạc Tiên Tử. Chẳng trách hắn dám khiêu chiến với Vương Húc. Đáng lẽ đây là một chuyện chấn động nhưng vào lúc này, mọi người cảm thấy bối rối nhiều hơn. Vương Húc lắc đầu nói, không thể nào, nếu như cậu mới chỉ ở hóa cảnh sơ kỳ thì làm sao có thể chịu được. Ba đòn tấn công của tôi. Sau cú đấm đầu tiên của Vương Húc, anh ta mới sử dụng 50% sức mạnh. Sức mạnh đó gần như tương đương với hóa cảnh sơ kỳ nhưng lại không hề khiến Lục Vân bị thương. Không chỉ vậy, ngay cả khi Vương Húc dùng toàn lực vẫn không thể khiến cho Lục Vân bị thương. Thế mà hắn lại nói mình mới ở hóa cảnh sơ kỳ, ai mà tin cho nổi. Dù sao thì anh ta cũng không tin. Lục Vân giải thích, tôi nói vậy chỉ là muốn đùa anh chút thôi, thực ra tôi là Hoành Luyện Tông Sư. Hoành Luyện Tông Sư. Hóa cảnh Tông Sư đi theo con đường rèn luyện thể chất, nội lực của họ không dùng để tấn công mà toàn bộ dùng để rèn luyện thân thể. Ưu điểm của kiểu Tông Sư này là thể lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như không cao hơn người đó mấy cấp thì thật sự rất khó để đột phá phòng ngự của họ. Nhưng nhược điểm của họ đó là sức tấn công yếu, nội lực có xu hướng thụ động và khá ôn hòa. Nói cách khác, Hoành Luyện Tông Sư chính là vương bát vạn năm trong số các hóa cảnh tông sư. Lục Vân là Hoành Luyện Tông Sư. Vừa rồi hắn cố ý nói to lên để đám đông xung quanh nghe thấy.
Nếu như Lục Vân thực sự là Hoành Luyện Tông Sư thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi hắn có thể chặn lại được đòn tấn công toàn lực của Vương Húc. Chẳng trách vừa rồi hắn chỉ phòng thủ mà không tấn công. Chỉ là mọi người đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Hoành Luyện Tông Sư là một trong những vương bát của Hóa Cảnh Tông Sư, chỉ có kẻ nào sợ chết mới đi theo con đường này và sau này nhất định cũng không thể tiến xa thêm được. Ở độ tuổi này, Lục Vân đã đạt đến Hóa Cảnh, thiên phú cực kỳ đáng sợ, đáng tiếc hắn lại là Hoành Luyện Tông Sư. Thật là lãng phí thiên phú. Vương Húc cũng tỉnh táo lại, trên mặt anh ta lộ vẻ giễu cợt, nói, hóa ra Lạc Tiên Tử lại đi thích một tên vương bát. Đúng là có mắt nhìn. Lục Vân nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, đúng vậy, tôi cũng đã nói với vợ mình về vấn đề này nhưng cô ấy thà thích tên vương bát này còn hơn là thích anh. Ánh mắt của Vương Húc đột nhiên trở nên lạnh lùng, sát ý trào dâng, hừ, để tôi xem hôm nay rốt cuộc là vỏ ngoài của tên vương bát vạn năm này cứng rắn hơn hay là kiếm trong tay của tôi sắc bén hơn. Vương Húc hừ lạnh một tiếng, giải vải dùng để buộc kiếm trong nháy mắt nứt ra. Chuôi kiếm trong tay bay ra, Vương Húc nắm thanh kiếm trong lòng bàn tay. Vũ khí có thể nâng cao hiệu quả chiến đấu của tu võ giả rất nhiều. Đặc biệt là đối với những thanh kiếm có phẩm chất cực cao, khi tu võ giả truyền nội lực vào trong đó, sức mạnh chắc chắn mạnh gấp mấy lần sức mạnh của năm đấm. Thanh kiếm trong tay Vương Húc là báu vật của Vương gia, Vương Nguyên đã tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm một bậc thầy rèn vũ khí chế tạo ra nó. Thân kiếm có thể chịu được nội lực được truyền vào, bởi tu võ giả ở cao thủ hậu kỳ. Vương Húc là thiên tài của Vương gia nên sớm muộn gì Vương gia cũng sẽ được giao vào tay hắn. Vì thế, Vương Nguyên không chút do dự trao cho anh ta bảo vật của gia tộc. Với tu vi hiện tại của Vương Húc, sau khi sử dụng thanh kiếm này, sức tấn công của anh ta có thể sánh ngang với Hóa Cảnh đỉnh phong. Trong đám đông, Vương Đào hét lớn, đáng ra nên lấy ra từ sớm rồi, cần gì phải bận tâm đến thằng nhãi đó. Anh trai, anh đừng lãng phí thời gian nữa, mau dùng một kiếm giết hắn. Xì, mơ mộng hão huyền, chẳng qua anh rể của tôi lười đánh nhau mà thôi. Nếu như thực sự đánh nhau, anh trai của anh có thể bị giết chỉ bằng một ngón tay. Diệp Vô Địch lên tiếng. Vốn dĩ với thân phận của cậu ấy không thể vào được. Học viện võ thuật kinh thành nhưng nhờ có Lục Vân nên cậu ấy vẫn vào được. Cậu ấy không những vào được mà lại còn chiếm được chỗ ngồi cực tốt nhưng vấn đề là cậu ấy lại ngồi cách Vương Đào không xa. Lúc này nghe tiếng Vương Đào kêu la, cậu ấy không nhịn được lên tiếng. Vương Đào quay người, nghiến răng nghiến lợi nói, mày đừng đắc ý, sau khi tên Lục Vân kia chết, để xem tao sẽ xử lý mày như thế nào. Diệp Vô Địch lại nói xi, sau đó không nói chuyện với Vương Đào nữa. Đùa à, anh rể của tôi là ai chứ? Anh ấy sẽ chết trong tay Vương Húc được sao? Thách hai người gọi cả ông nội tới cũng phải quỳ xuống trước mặt anh rể của tôi. Lúc này, sắc mặt của Vương Húc trở nên ngưng trọng, ánh sáng phản chiếu trên mặt kiếm lại càng khiến cho sát ý trong mắt anh ta thêm lạnh giá. Vương bát vạn năm, cậu đã chuẩn bị chết chưa? Vương Húc lạnh lùng hét lên. Lúc này toàn bộ nội lực bên trong cơ thể đều được truyền vào thân kiếm, kiếm quang sáng ngời thực sự ngưng tụ thành một đám ánh sáng cực lớn. Ánh sáng chói mù mắt mọi người. Đồng thời sát ý lên đến đỉnh điểm, sau đó trút xuống như một dòng thác tích tụ lâu ngày. Như thể ngân hà lạc xuống 9 tầng mây, kiếm quang đáng sợ lập tức đến trước mặt Lục Vân, nuốt chửng thân ảnh của hắn khiến cho mọi người khó có thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra trong kiếm quang. Đây chính là thiên tài của Vương gia sao? Quả nhiên lợi hại. Trong lòng những người xung quanh đều run rẩy và kinh hãi. Mặc dù phẩm chất của thanh kiếm đại diện cho sức mạnh sẽ bùng nổ ở một mức độ nhất định nhưng sức mạnh của một thanh kiếm chắc chắn sẽ khác nhau bởi những người sử dụng khác nhau. Mọi người nhìn thấy thanh kiếm này đều tự hỏi nếu như tu vi của họ đang ở Hóa Cảnh hậu kỳ thì liệu họ có thể đạt được hiệu quả như vậy chỉ với một thanh kiếm hay không? Rất khó để đưa ra đáp án. Danh tiếng thiên tài của Vương Húc là điều không thể phủ nhận. Đúng là không biết lượng sức. Sắc mặt của Long Diệp Tuyết trắng bệch, tim muốn nhảy vọt lên cổ họng. Cô ấy thực sự rất sợ Lục Vân sẽ chết dưới nhát kiếm này. Thế nhưng Lục Vân có tư cách gì để sống sót dưới sức mạnh của thanh kiếm này? Ngay cả Long Diệp Tuyết cũng nghĩ như vậy chứ đừng nói đến những người khác, bọn họ gần như đã kết luận rằng Lục Vân không có khả năng sống sót. Người duy nhất còn tin vào Lục Vân chắc chắn là Diệp Vô Địch. Đương nhiên nếu tính cả Bạch Long Vương và những người khác bị chặn lại ở bên ngoài học viện, thì thực sự chỉ có một số ít. Trên võ đài,
kiếm quang sáng ngời biến mất nhưng bóng dáng thẳng tắp dần hiện ra khiến con ngươi của mọi người như nổ tung vì chấn động. Lục Vân, vẫn còn sống, không những còn sống mà còn bình an vô sự. Hắn không những không bị thương mà còn dùng ngón tay kẹp chặt đầu kiếm của Vương Húc. Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ một tu võ giả bị coi thường như Hoành Luyện Tông Sư bây giờ đã trở nên bạo ngược như vậy rồi sao? Hắn thực sự có thể chịu được đòn tấn công biến hóa từ hóa cảnh sơ kỳ thành hóa cảnh đỉnh phong bằng sức mạnh của mình mà không cần tốn sức vậy sao? CMNI còn tu gì nữa, bọn họ sẽ lập tức chuyển sang tu Hoành Luyện Tông Sư để xem sau này ai có thể giết mình. Thời khắc lịch sử này đã khiến cho đạo tâm của vô số tu võ giả sụp đổ như thể tất cả những kiến thức mà bọn họ tiếp thu mấy chục năm qua đều bị chó ăn. Thanh lợi kiếm được nhà họ Uông coi là bảo bối, trong mắt Lục Vân lại mỏng manh như một tờ giấy, chỉ cần hắn muốn phá vỡ nó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Lục Vân không làm như vậy. Làm vậy quá lộ liễu. Cho nên hắn chỉ búng ngón tay, thanh kiếm ong lên một tiếng, lưỡi kiếm liên tục run rẩy một trận. Lực rung động đó chạy thẳng về phía chuôi kiếm, khiến cho bàn ai đang cầm kiếm của Vương Húc cảm thấy một trận tê dại như có dòng điện chạy qua. Còn đánh nữa không? Lục Vân cười như không cười nhìn Vương Húc, hỏi. Lúc này Vương Húc, một nhân vật cấp thiên tài của nhà họ Uông đang run lên từng đợt. Anh ta không chấp nhận kết cục này, hay là mình sử dụng đan dược. Nhưng nếu sau khi sử dụng đan dược vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của Lục Vân thì làm sao? Đến lúc đó, nói không chừng hắn sẽ bắt đầu nghi ngờ về những kiến thức về hóa cảnh mình được biết trước đó có thật sự đúng hay không. Là người nào nói trong hóa cảnh, Hoành Luyện Tông Sư là kẻ dễ bắt nạt nhất. Anh ta có tu vi cao hơn Lục Vân ba cảnh giới nhưng cũng không cách nào làm hắn bị thương, hơn nữa đối phương còn tập trung vào phòng vệ chứ không hề tấn công, vậy rồi còn đánh đấm thế nào nữa. Luận về sức chịu đựng và độ bền bỉ thì Hoành Luyện Tông Sư là giỏi nhất trong số những tông sư hóa cảnh. Chỉ cần hắn cứ chậm rãi đánh như vậy, chắc chắn những ông sư cảnh bình thường sẽ bị mài mòn từng chút một bởi tốc độ hao tổn nội kình của bọn họ nhanh hơn Hoành Luyện Tông Sư nhiều. Một khi nội kình của đối phương bị hao tổn quá nhiều, không kịp thời khôi phục thì lúc này sẽ là cơ hội để Hoành Luyện Tông Sư có thể dễ dàng phát động phản công. Hiện tại Uông Húc đã hiểu, thì ra cái mà Lạc Tiên Tử nhìn chúng, không phải là tướng mạo của Lục Vân, mà là độ bền bỉ của hắn. Thì ra các nữ thần võ tu thích loại này. Giờ thì anh ta hiểu rồi. Uông Húc cũng lười đánh nữa, anh ta lạnh lùng nhìn Lục Vân nói, tuy rằng rất khó chịu, nhưng anh đã thành. Công làm mới nhận thức của tôi đối với Hoành Luyện, Tông Sư, cho nên tôi thừa nhận, anh rất ưu tú. Anh thừa nhận tôi ưu tú. Lục Vân cười cười, nhưng không tiếp tục nói nhiều về đề tài này, mà hắn chỉ chậm rãi đi tới trước mặt Uông. Húc, nói, vậy thì, kết bạn không? Lục Vân tiếp tục nói, tuổi trẻ không thành danh. Uổng công là cuồng kiêu, dù sao tôi cũng đang dẫm lên vai anh để đi lên, hẳn là cũng phải dành chút sự tôn trọng cho anh muốn kết bạn cũng được. Câu này của Lục Vân đơn giản là để nói cho khán giả ở đây biết, hắn hẹn giao đấu với Uông Húc là bởi vì anh A nổi tiếng. Mà cách thức thành danh tốt nhất chính là dẫm lên vai thiên tài để xuất hiện. Kết bạn thì không cần, nhưng mà anh rất thú vị đó, tôi sẽ nhớ kỹ anh, Lục Vân. Uông Húc nhìn Lục Vân thật sâu. Sau đó xách kiếm của mình rời khỏi khu vực sàn đấu. Lục Vân cũng không cảm thấy gì cả. Sau khi Uông Húc rời đi, Lục Vân vẫn đứng lại tại chỗ, vẻ mặt đắc ý giạt rào giơ tay lên vẫy tay với khán giả xung quanh, hắn lớn tiếng nói, nhớ kỹ tên tôi, Hoành. Luyện Tông Sư Lục Vân. Thật kiêu ngạo, nhìn hắn muốn đánh một trận quá. Đáng tiếc là hắn có cái vỏ cứng quá, tới thiên tài Uông Húc cũng không thể làm gì được hắn. Mà bọn họ lại không bằng Uông Húc cho nên cuối cùng chỉ có thể tức giận nghiến răng ken két, họ đánh không lại tên Lục Vân này, họ nhịn. Vốn tưởng là một trận chiến sinh tử kịch liệt, ai ngờ. Kết quả cuối cùng lại là cái chưa ai từng nghĩ tới, hòa nhau. Kết quả trận đấu làm mọi người nuối tiếc nhưng không ai có thể phủ nhận nó không phải là một trận đấu tuyệt vời. Chỗ đặc sắc chính là, mọi người rốt cuộc cũng được. Nhìn thấy toàn bộ chiến lực của Uông Húc, nhất là một nhát kiếm kia. Nó đã để lại ấn tượng hết sức sâu sắc trong lòng khán giả. Còn một cái nữa, thanh niên thần bí chinh phục được Lạc Tiên Tử rốt cục cũng đã lộ ra bộ mặt thật. Bề ngoài tuấn tú, sức lực lại bền bỉ. Chỉ dựa vào hai điểm này thôi đã đủ biến hắn trở thành người cực kỳ hấp dẫn trong mắt các cô gái. Mà sở dĩ nói kết quả khiến mọi người nuối tiếc là vì họ không được nhìn thấy hình ảnh máu tươi bắn tung tóe.
Sâu trong nội tâm con người, ít nhiều đều ẩn chứa yếu tố bạo lực, nhất là sau khi trở thành võ giả, bọn họ càng thêm khát cầu niềm kích thích, mà chuyện được chứng kiến các cuộc chiến sinh tử đã mang đến cho bọn họ một cảm giác kích thích khó mà hình dung được. Nhưng ai ngờ được trận chiến sinh tử này lại không hề tóe ra chút máu nào, cho nên mọi người mới cảm thấy tiếc nuối. Có điều, trận đấu đã chấm dứt, họ có tiếc nuối đến cỡ nào cũng vậy thôi. Bên ngoài võ đấu quán, Uông Đào không cam lòng hỏi, anh, vì sao anh không tiếp tục đánh nữa? Người họ Lục kia cùng lắm chỉ là một Hoành Luyện Tông sư mà thôi, anh cứ tiếp tục chiến đấu là được rồi, dù sao trên người anh vẫn có nhiều đan dược mà. Hoành Luyện Tông sư mà thôi. Uông Húc hừ lạnh một tiếng, nếu chỉ là Hoành Luyện Tông sư bình thường mà thôi, thì tại sao Lục Vân có thể đỡ được một kiếm mạnh nhất của anh, đến giờ em vẫn cảm thấy hắn chỉ là một Hoành Luyện Tông sư bình thường thôi sao? Huống hồ, nếu như đối phó với một hóa cảnh sơ kỳ mà anh vẫn phải sử dụng đến sức mạnh của đan dược thì danh tiếng thiên tài này anh không khác gì một chuyện cười cả. Tuy rằng Uông Húc cũng khó chịu nhưng anh ta có kiêu ngạo của mình, nếu dựa vào uống thuốc mới có thể giết chết Lục Vân thì thắng cũng không thoải mái. Hơn nữa câu nói kia của Lục Vân thật sự đã kích động được anh ta. Tuổi trẻ không thành danh, uổng công là cuồng kiêu. Không phải bản thân Uông Húc cũng là người như vậy sao? Cho nên cho dù không thể trở thành bạn bè với Lục Vân, nhưng Uông Húc nghĩ cả đời này mình sẽ không thể nào quên được cái tên này đâu. Uông Đào oán hận nói, thật sự là khó chịu quá mà, nhất là khi nhớ lại cái vẻ mặt kiêu ngạo vừa rồi của Diệp Vô Địch, em chỉ hận không thể đè anh ta ra lột da rút gân tại đói. Lúc trận đánh chấm dứt, Diệp Vô Địch dùng một vẻ mặt bớn cợt đến nói với hắn, tôi đã sớm nói là anh rể tôi không chết được đâu, không chỉ không chết được, mà trong trận đấu vừa rồi anh rể tôi vẫn chưa phát huy được 1% thực lực nữa đấy. Chuyện này khiến Uông Đào tức giận cực kỳ, thế là sau đó hai người bọn họ lại lao vào cãi nhau kịch liệt như pháo nổ. Vốn dĩ người bên cạnh định để yên cho hắn ta phát tiết bất mãn một chút, không hề quan tâm. Nhưng nghe Uông Đào nói đến đây thì gương mặt Uông Húc đột nhiên lạnh lão, quát lên một tiếng, chuyện này dừng lại ở đây, nếu em còn dám gây sự nữa anh sẽ đánh gãy cái chân chó của em đấy. Uông Đào co rụt cổ lại. Đúng như người ta nói, anh trai như cha. Trong suy nghĩ của Uông Đào, người anh trai uy nghiêm này còn đáng sợ hơn cha rất nhiều. Trong khi đó, một lối ra khác của võ đấu quán, vô số người dùng ánh mắt phức tạp nhìn theo Lục Vân. Hôm nay người thanh niên này đã triệt để làm thay đổi nhận thức của bọn họ về Hoành Luyện Tông Sư, thì ra một cái mai rùa cũng có thể tu luyện đến mức cứng rắn cỡ bức tường thành như thế này. Thậm chí còn có không ít người bắn ánh mắt sùng bái về phía hắn. Giống như sự xuất hiện của Lục Vân đã mở ra cho bọn họ một con đường hoàn toàn mới, làm sau này bọn họ có thể hùng hồn nói với người lớn trong nhà, xem đi, Hoành Luyện Tông Sư cũng có thể lợi hại như vậy, con muốn đi theo con đường Hoành Luyện Tông Sư. Dù sao thì, Hoành Luyện Tông Sư cũng mang theo hai chữ Tông Sư, có đối đầu với võ giả dưới hóa cảnh vẫn có thể dư sức đánh đối thủ đo ván. Cậu Lục, ngay khi Lục Vân đang tận tình hưởng thụ ánh mắt của người xung quanh thì Đinh Văn Hoành bỗng nhiên đi về phía hắn. Đinh Văn Hoành tiêu sái bước đến trước mặt Lục Vân với nụ cười trên môi, trái ngược hoàn toàn với Đoạn Bằng đang bất mãn ở phía sau. Lục tiên sinh, tôi có một đề nghị, không biết cậu có thể cân nhắc không? Đinh Văn Hoành cười nói. Đinh tiên sinh, mời nói. Tôi muốn thuê cậu đến học viện chúng tôi dạy. Mời về tôi dạy. Lục Vân sửng sốt một lát. Đinh Văn Hoành gật đầu, nói, đúng vậy, mời cậu đến học viện võ đạo kinh thành của chúng tôi giảng dạy. Đây là cơ sở đào tạo nhân tài của Vũ Minh. Mục tiêu của chúng tôi là trăm hoa nở rộ. Hiện tại trên giảng đường vẫn còn trống một chỗ cho Hoành Luyện Tông Sư. Trong lòng Lục Vân thầm suy nghĩ một chút rồi mới nói. Không phải Hoành Luyện Tông Sư bị các người gọi là Vương Bát Sao Tông Sư sao? Tại sao ông còn nguyện ý bỏ tài nguyên ra để mở một khóa học chứ? Sao đồ con rùa rụt cổ, nhát chết. Lục tiên sinh nói gì vậy? Dù là hóa cảnh Tông Sư bình thường hay là Hoành Luyện Tông Sư, đều có thực lực của riêng mình, tôi nào dám khinh bỉ cơ chứ, không có chuyện như vậy đâu. Thật sao, tôi không tin. Lục Vân lắc lắc đầu nói tiếp. Tôi sợ đến lúc đó phụ huynh học sinh sẽ cho rằng tôi đang lừa gạt con cái của họ. Tới lúc đó họ lại cầm dao dừa tôi từ cổng đông sang cổng tây, vậy đây không phải là tôi đang tự chuốc khổ vào thân sao? Không thể nào, người bình thường làm sao có thể chém cậu được? Khụ khụ,
ngày xưa khắp thiên hạ người nào cũng thành kiến với Hoành Luyện tông sư. Nhưng hôm nay thì khác, từ những bản lĩnh mà cậu Lục Vân thể hiện ra chắc chắn sẽ mang đến cho thiên hạ một cái nhìn khác về Hoành Luyện tông sư. Và hơn nữa, tôi tin rằng con đường cậu đang đi sẽ khá phổ biến trong giới học viên, đặc biệt là những học viên không thích cạnh tranh, tạo cảm giác an toàn hơn. Ngoài miệng thì Đinh Văn Hoành nói thế, nhưng trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Sau này gặp những nhiệm vụ truy nã tội phạm cấp SSS chỉ cần cho mấy người này lên làm tiên phong là được rồi, dù sao họ cũng da dày thịt béo. Lục Vân nói, việc này phải để tôi suy nghĩ thật kỹ. Đoạn Bằng lập tức bày ra vẻ nghiêm túc, nói cân nhắc cái gì nữa. Đinh Phó Viện trưởng, chúng ta tuyệt đối không được mở khóa học như vậy, làm như vậy là vô trách nhiệm với học viên. Ai cũng muốn làm anh hùng chứ không ai muốn biến mình làm rùa rụt cổ đâu. Câm miệng. Đinh Phó Viện trưởng, lão tử thật sự rất muốn banh miệng cậu ra cho cậu nuốt một ngụm đờm già của lão đây đó. Lục Vân trầm tư liếc nhìn Đoạn Bằng, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Đinh Văn Hoành, cười nói, tôi cảm thấy Đoạn chủ nhiệm nói rất có lý, nếu có cơ hội làm anh hùng không ai nguyện ý làm rùa cả. Có đạo lý cái rắm. Đinh Văn Hoành quát lên một tiếng, mỗi người có một chí hướng của riêng mình, quan điểm cá nhân không thể đại diện cho suy nghĩ của mọi người. Hơn nữa, chẳng phải bản lĩnh của Lục tiên sinh tốt như vậy là do tu luyện Hoành Luyện tông sư đó sao? Lục Vân vẫy vẫy tay, đó là vì trước kia tôi không hiểu chuyện, nhưng bây giờ tôi đã định hình phong cách của mình rồi, hối hận cũng đã muộn. Đinh Văn Hoàng nói, tôi chỉ muốn để Lục tiên sinh thử một lần mà thôi, lỡ như có người thích con đường này thì sao? Đây là cơ hội tuyệt vời để rèn luyện ra những tấm khiên xuất sắc cho Vũ Minh, ông không thể nào bỏ qua được. Cái gì? Không chịu học. Những học viên có học lực thấp phải trở thành Hoành Luyện tông sư, không muốn thì cứ cuốn gói rời khỏi học viện võ đạo kinh thành này đi, chuyện này không phụ thuộc vào việc học viên có chịu học hay. Không. Ninh viện trưởng, ông nói cũng có lý, nhưng bây giờ ôi vẫn còn một câu hỏi rất quan trọng. Câu hỏi gì? Ông muốn thuê tôi làm giảng viên, Doãn viện trưởng có đồng ý không? Ha ha. Đinh Văn Hoành để bật ra tiếng cười đầy ẩn ý. Sau đó tự tin nói, tôi là phó viện trưởng của học viện, tôi đủ ưu cách để chọn thuê giảng viên về giảng dạy. Phải không? Một nụ cười vui tươi xuất hiện trên khuôn mặt của Lục Vân, nói tôi nghĩ tốt hơn là ông nên gọi điện hỏi Doãn viện trưởng một tiếng. Chuyện đó không cần thiết. Lục Vân lắc đầu, vậy không được, không nhận được sự đồng ý của Doãn viện trưởng, tôi không cảm thấy an toàn cho lắm. Nhất thời trong lòng Đinh Văn Hoành dấy lên một chút không vui. Người thanh niên này bị sao vậy, không phải trước kia rất hiểu chuyện sao? Tại sao hôm nay hắn lại nói mấy lời làm ông khó chịu như vậy chứ? Lục Vân nói hắn cảm thấy không an toàn nếu không có sự đồng ý của Doãn Thu Thủy không khác gì đang nói, Đinh Văn Hoành ông không thể cho Lục Vân cảm giác an toàn chứ? Sao, hắn đang coi thường tư cách phó viện trưởng này đó sao? Đương nhiên Đinh Văn Hoành không vui, nhưng ông cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Nói, nếu cậu muốn nhận được sự đồng ý Doãn Thu. Doãn viện trưởng, vậy bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu hỏi. Thế là, Đinh Văn Hoành bấm số điện thoại của phòng làm việc của Doãn Thu Thủy và gọi đi ngay trước mặt Lục Vân. Nhưng người trả lời điện thoại là trợ lý của viện trưởng, nói rằng Doãn Thu Thủy không có ở văn phòng. Đinh Văn Hoành không còn cách nào khác ngoài việc gọi vào số điện thoại cá nhân của Doãn Thu Thủy, lần này người trả lời điện thoại chính là Doãn Thu Thủy. Nhưng khi Đinh Văn Hoành giải thích tình hình cho Doãn Thu Thủy biết, đối phương lại im lặng một lúc, kêu hắn đi chết đi. Sau khi im lặng, bỗng nhiên Doãn Thu Thủy lạnh lùng nói ra câu này, sau đó cúp máy. Đinh Văn Hoành sững sờ tại chỗ. Lục Vân bày ra bộ dạng tò mò, hỏi, sao rồi? Doãn viện trưởng đã nói gì? Đinh Văn Hoành cất điện thoại vào túi, bày ra khuôn mặt phức tạp nhìn Lục Vân thật chăm chú, ông hỏi, Lục tiên sinh. Có phải cậu đắc tội Doãn viện trưởng rồi không? Lần trước ở văn phòng viện trưởng, ông ấy đã nhận ra hai người này có gì đó không ổn. Nhưng lúc đó ông không nghĩ chuyện sẽ nghiêm trọng đến thế. Ai ngờ, từ giọng điệu vừa rồi của Doãn Thu Thủy có thể nghe thấy rõ ràng giữa hai người họ đang có mâu thuẫn. Đinh Văn Hoành bối rối, ông ấy thực sự không thể tưởng tượng được Lục Vân đã dùng thủ đoạn gì mà khiến Doãn Thu Thủy trở nên như vậy. Lục Vân thở dài nói, hương. Doãn viện trưởng đối xử với tôi như vậy khiến tôi cảm thấy thật khó chịu. Nhưng mà quả thực tôi vô tội. Tôi không biết mình đã đắc tội bà ấy ở chỗ nào nữa,
Đoạn Bằng cười lạnh một tiếng, hả hê cười nói, nếu như không phải anh làm chuyện gì quá đáng thì với tính cách của Doãn viện trưởng, bà ấy tuyệt đối sẽ không dùng thái độ đó đối xử với anh. Vớ vẩn. Lục Vân phản đối nói, tôi gặp Doãn viện trưởng tổng cộng có 2 lần mà thôi, làm sao có khả năng làm chuyện gì quá đáng chứ? Tôi cũng mới gặp Đinh viện trưởng có 2 lần, nhưng Đinh viện trưởng có đối xử với tôi như vậy đâu, cho nên tôi nghĩ Đinh phó viện trưởng tốt hơn Doãn viện trưởng, anh nghĩ sao, Đoàn chủ nhiệm? Tôi. Vẻ mặt của Đoạn Bằng cứng đờ. Mặc dù về mặt cảm xúc, anh ta cảm thấy rất xúc động nhưng anh ta không dám tùy tiện trả lời một câu. Hỏi nhạy cảm như vậy. Anh ta không muốn đắc tội bất cứ bên nào. Lúc này, Lục Vân lên tiếng với vẻ tức giận, giảng viên Đoạn, anh đang do dự ư? Sao anh lại dám do dự? Chuyện này mà cũng cần do dự sao? Viện trưởng Đinh tốt hơn viện trưởng Doãn. Anh do dự là có ý gì? Lẽ nào anh cảm thấy khó bày tỏ sự đánh giá trong lòng mình trước mặt viện trưởng Đinh sao? Tư tưởng của người này đúng là có vấn đề. Phù! Đoạn Bằng tức đến mức suýt hộc máu. Hừ, có gì hay mà đánh giá? Người ta là viện trưởng còn tôi là phó viện trưởng, căn bản chẳng cần cái gọi là đánh giá. Trong lòng tôi cũng rất ngưỡng mộ Doãn viện. Trưởng, chưa từng có bất cứ một người phụ nữ nào ngồi vào vị trí đó ở độ tuổi này. Viện trưởng Đinh liếc nhìn Đoạn Bằng, hừ lạnh một tiếng. Sau đó ông ấy lại nhìn về phía Lục Vân, vẻ mặt có vẻ dịu đi một chút. Nói tôi thật sự cảm thấy có lỗi với một thiên tài như cậu. Nhưng dù sao viện trưởng Doãn cũng đã nói vậy nên tôi cũng không thể làm khác được. Cậu Lục đừng lo lắng, mặc dù tôi không thể mời cậu làm giảng viên nhưng nếu sau này cậu gặp phải khó khăn gì thì cứ đến tìm tôi nhất định sẽ giúp cậu nếu có thể. Lục Vân vô cùng cảm động nói, thật sự cảm ơn viện trưởng Đinh rất nhiều. Nếu như có thể gặp ngài sớm hơn thì tốt quá. Trước khi rời đi, Lục Vân quay đầu nhìn Đoạn Bằng và nói, tôi vừa nói chuyện tốt đẹp với Đinh viện trưởng, vậy mà anh còn không tin. Anh đúng là đồ rác rưởi. Toàn thân Đoạn Bằng run rẩy, 2 chiếc răng cửa vàng vừa mới lắp 2 ngày trước gần như bị anh ta cắn gấy. Tân Vương bát vạn năm đáng chết. Giảng viên Đoạn. Đoạn Bằng thấp giọng măng chửi. Anh ta vừa quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt u ám của Đinh Văn Hồng. Ông ấy nói, thân là giảng viên trong học viện. Nếu như ư tưởng của cậu có vấn đề thì làm sao tôi có thể yên âm giao sinh viên cho cậu được. Trong lòng Đoạn Bằng khẽ run. Lục Vân, Diệp Vô Địch và Long Diệp Tuyết rời khỏi học viện võ thuật kinh thành. Vừa đến ngoài cổng trường, nơi đây vẫn đông đúc. Bọn họ đều đến xem trận chiến sinh tử vì vô cùng tò mò xem người đàn ông của Lạc Tiên Tử trông như thế nào nhưng lại bị bảo vệ của học viện chặn lại bên ngoài. Có vài người Long gia cũng ở trong đó. Họ cũng đã nghe nói về kết quả của trận đấu là hòa. Lục Vân đã thực sự kết thúc trận chiến với thiên tài Vương gia với tỷ số hòa. Hơn nữa còn nghe nói Lục tiên sinh là Hoành Luyện Tông Sư. Kết quả của trận chiến và Hoành Luyện Tông Sư đều nằm ngoài dự đoán của các thành viên Long gia. Họ luôn cho rằng Lục Vân chỉ là một tu đạo giả giống như sư phụ Thiên Huyền Tử nhưng mãi đến hôm nay, bọn họ mới biết rằng mình đã nhầm. Nhìn kia, chính là người thanh niên đó. Hắn chính là người đàn ông của Lạc Tiên Tử, là Hoành Luyện Tông Sư đã đánh một trận hòa với Vương Húc. Một số người trèo tường vào xem trận chiến chỉ vào người thanh niên đang đi chậm ở phía xa và hưng phấn nói. Ngay lập tức, mọi người đều hướng ánh mắt rực lửa về phía Lục Vân. Ở độ tuổi như vậy, hắn đã có thể đánh ngang tài ngang sức với thiên tài của Vương gia. Dù bọn họ có khinh thường Hoành Luyện Tông Sư đến đâu thì trong lòng bọn họ cũng thực sự rất ngưỡng mộ Lục Vân. Mái tóc bạc trên đầu Long Thuyên khẽ run lên, ông ta sải bước về phía trước và nói, Lục tiên sinh, tôi rất mừng khi biết tin cậu còn sống. Dù đã nghe được kết quả nhưng ông ta vẫn cảm thấy không thể tin nổi khi nhìn thấy Lục Vân còn sống bước ra. Quả nhiên trực giác của ông ta đã đúng, Lục Vân không phải là vật trong ao. Lục Vân liếc nhìn ông ta, nghĩ thầm đương nhiên là ông vui rồi. Chỉ cần tôi không chết thì cho dù ông có cư xử tốt hay không thì chẳng phải người khác đều cho rằng quan hệ giữa Long Gia với tôi tốt hay sao? Quan hệ giữa tôi với Long Gia mà tốt thì chẳng phải chị Bảy của tôi cũng có quan hệ tốt với Long Gia của ông hay sao? Quan hệ giữa chị Bảy của tôi với Long Gia của ông mà tốt thì chẳng phải Long Gia cũng sẽ có quan hệ tốt với Doãn Thu Thủy hay sao? Lục Vân không thèm vạch trần tâm tư của ông ta mà chỉ thản nhiên đáp, thật không ngờ mấy người lại đợi ở cổng trường lâu như vậy. Long Thuyên cười nói, nào có,
chỉ cần chờ được tin vui của Lục tiên sinh thì cho dù chúng tôi phải đợi bao lâu cũng đáng. Thấy Lục Vân im lặng, Long Thuyên lại nhiệt tình hỏi, Lục tiên sinh, kế hoạch tiếp theo của ngài là gì? Ngài có, muốn trở về Long Gia với chúng tôi không, để chúng tôi mở tiệc mừng cho ngài nhé? Lục Vân nhìn thẳng vào mắt ông ta, khóe miệng nở nụ cười đầy thâm ý, nói, đương nhiên là phải tổ chức tiệc ăn mừng rồi, tổ chức càng lớn càng tốt. Tốt nhất là tổ chức 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm. Long Thuyên hơi sửng sốt trong chốc lát, trên mặt ông ta lộ vẻ do dự. Lục Vân cười lạnh nói, đừng lo, trước khi đánh nhau, tôi và Vương Húc chưa từng biết nhau. Tuy rằng cuối cùng hai bên không thể trở thành bạn bè nhưng chúng tôi cũng coi như là bạn. Điều Long Thuyên lo lắng chính là buổi tiệc cao cấp, như vậy có khiến Vương gia khó chịu và cho rằng ông ta đang phô trương quyền lực hay không? Nghe Lục Vân nói xong, Long Thuyên lập tức cảm thấy yên tâm hơn. Thậm chí ông ta còn ước gì có thể khoe khoang suốt 3 ngày 3 đêm để tất cả thế lực hào môn ở kinh thành đều biết rằng mối quan hệ giữa Long Gia và Lục Vân rất sâu sắc. Long Thuyên vui mừng khôn xiết, gật đầu vui vẻ nói, được, mọi chuyện đều nghe theo Lục tiên sinh, cứ tổ chức 3 ngày 3 đêm đi. Sau đó, Long Gia lập tức tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, cửa viện rộng mở đón chào bất cứ người nào đến tham dự. Doãn Thu Thủy ở bên kia lại càng tức giận hơn và nghiến răng nghiến lợi ngay sau khi biết tin này. Cùng lúc đó, một thế lực không thể coi thường đã điên cuồng nổi lên trong bóng tối của kinh thành đã đến Đại viện Long Gia. Ngày thứ hai của bữa tiệc tại Đại viện Long Gia, thật đông vui và nhộn nhịp. Trong số những người ở đây, có người thật lòng đến chúc mừng, có người đến xem náo nhiệt và có cả những người vừa ăn tiệc vừa ghen tị với Long Gia leo lên được. Chỗ cao như vậy, có đủ loại người. Lòng người phức tạp, cho đến khi có một người đàn ông xuất hiện và phá vỡ mọi thứ. Đó là một người đàn ông trung niên vô cảm có vẻ mặt cứng đờ và đôi mắt đờ đẫn. Người làm ở Long Gia không nhận ra người đàn ông đó, cứ cho rằng ông ta cũng giống như những người khác đến đây tham dự bữa tiệc. Chào mừng! Người làm của Long Gia lên tiếng theo thói quen nhưng ngay sau đó, họ nghe thấy người đàn ông trung niên lạnh lùng quát cút. Cùng lúc với tiếng quát vang lên, một luồng khí tức mạnh mẽ và ngột ngạt giống như đám sương mù trước. Cơn bão hoàn toàn bao trùm toàn bộ Đại viện Long Gia. Có người gây rối. Mọi người đều cảm thấy choáng váng. Ngay sau đó, hoảng loạn, kinh hãi. Bởi vì khí tức của người đàn ông này quá kinh khủng. Là người của Vương gia sao? Không rõ nữa. Nhưng mọi người đều không còn ý định tiếp tục ăn mà tản ra xa như những chú chim non sợ hãi. Còn những người ghen tị với Long Gia đều hả hê trước sự bất hạnh của họ. Trời nổi giông bão ắt sẽ có mưa, người quá ngông cuồng sẽ rước họa vào thân. Lục Vân quá phô trương. Long Gia tổ chức tiệc ăn mừng suốt 3 ngày 3 đêm cho hắn, cũng quá phô trương rồi. Phô trương chính là ngông cuồng, khiến cho người khác đỏ mắt là chuyện bình thường, bởi vì đối phương thuộc cảnh giới tôn giả nên trong. Long Gia cũng chỉ có Long Thuyên mới có thể xử lý được. Vì thế khi ông ta chú ý tới khí tức của đối phương, ông ta lập tức chạy ngay tới hiện trường. Ông ta nghiêm túc nhìn người đàn ông trung niên. Long Thuyên hỏi, xin hỏi ngài là... Người đàn ông trung niên không thèm trả lời mà chỉ hướng ánh mắt lạnh lùng như máy móc về phía người đứng bên cạnh Long Thuyên Lục Vân. Chết đi! Người đàn ông trung niên không nói nhiều mà chỉ đến thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ông ta chính là giết Lục Vân. Giây phút đó, gió mạnh nổi lên. Người đàn ông trung niên biến thành cỗ máy giết chóc tàn nhẫn. Vừa dứt lời, một luồng sáng lạnh bao gồm nội lực đáng sợ của tôn giả một phương bản thẳng về phía Lục Vân. Ngài tới đây vì Lục tiên sinh. Lông mày của Long Thuyên đột nhiên nhíu lại thành hình chữ xuyên, lòng bàn tay gầy gò đưa ngang tới trước mặt lập tức tạo thành một kết giới phòng ngự. Vững chắc nhằm chống lại đòn tấn công của người đàn ông trung niên. Bây giờ Long gia cơ bản đã buộc chặt với Lục tiên sinh nên hắn không thể chết được. Long Thuyên không dám bất cẩn chút nào. Thế nhưng dù sao Long Thuyên cũng mới khỏi bệnh nặng, tu vi nhiều năm không tiến bộ chút nào nên khi đối mặt với đòn tấn công của người đàn ông trung niên, khả năng phòng ngự của ông ta có chút yếu ớt. Răng rắc, chỉ có thể chống được khoảng 40% sức mạnh của đòn tấn công, lớp phòng ngự của Long Thuyên vỡ tan như gương. Luồng ánh sáng tiếp tục tiến về phía trước, khi nó chuẩn bị đập thẳng vào Long Thuyên. Đột nhiên bàn tay o lớn bên cạnh duỗi ra đánh nát luồng sáng đó. Lục Vân lắc lắc tay, cười lạnh nói, cuối cùng cũng đến rồi sao? Khi nhìn thấy cảnh tượng này,
con người của những người xung quanh không khỏi co rút lại. Mặc dù Long Thuyên đã loại bỏ một phần sức mạnh từ đòn tấn công của người đàn ông trung niên nhưng phần còn lại vẫn rất mạnh. Không ngờ Lục Vân lại có thể đánh nát nó một cách dễ dàng như vậy. Không hổ là Hoành Luyện Tông Sư. Lục tiên sinh. Trên mặt Long Thuyên hiện vẻ lo lắng. Khi ông ta định nói tiếp, Lục Vân ngắt lời, không sao, tôi có thể xử lý được. Mọi người lùi lại đi. Không cần hắn nói, Long Thuyên cũng lùi lại. Long Thuyên cau mày nhắc nhở, Lục tiên sinh, đối phương thuộc cảnh giới tôn giả. Tôi biết rồi. Câu trả lời của Lục Vân rất bình tĩnh như thể đã đoán trước được đối phương sẽ đến. Điều này càng khiến cho Long Thuyên cảm thấy ngạc nhiên và đầy nghi ngờ. Theo ông ta thấy mặc dù Lục Vân có địa vị cao và hơi phô trương nhưng chắc chắn hắn không giống loại người không có đầu óc. Lúc này khi đối mặt với một vị tôn giả một phương, vậy mà một Hoành Luyện Tông sư sơ kỳ như hắn lại trông giống như nhận được một tấm vé trúng thưởng. Điều này hoàn toàn không bình thường. Lẽ nào Lục tiên sinh còn thủ đoạn nào khác sao? Long Thuyên cũng không rõ. Chỉ là hy vọng có kỳ tích nào đó sẽ xảy ra. Lúc này, người đàn ông trung niên ở phía đối diện thấy Lục Vân tay không ra đòn thì vẻ mặt không có gì thay đổi nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng và tràn đầy sát khí như cũ. Chết đi! Người đàn ông trung niên tiến về phía trước và tung ra một tấn công mạnh mẽ khác. Chân ông ta chạm đến đâu thì sàn đá lát ngọc nứt ra đến đó khiến cho mặt đất hỗn loạn. Lục Vân định bắt lấy ông ta. Đúng lúc này, một làn hương thơm bay tới trong gió. Một bóng hình duyên dáng xuất hiện trước mặt Lục Vân. Cút! Doãn Thu Thủy hét lên đầy lạnh lùng. Tuy sức mạnh của bà ấy không bằng người đàn ông trung niên đối diện nhưng khi ông ta nhìn rõ dáng vẻ của Doãn Thu Thủy, ông ta liền ngừng tấn công và đứng sững sờ một hồi. Có vẻ như đang lưỡng lự. Cuối cùng, ông ta nhìn thẳng vào Doãn Thu Thủy rồi quay người bỏ đi. Đại viện Long Gia rơi vào yên lặng trong giây lát. Không ai ngờ rằng Doãn Thu Thủy, viện trưởng của Học viện Võ thuật Kinh Thành lại đến vào lúc này. Dường như mọi người đã xác nhận được một điều rằng chàng trai tên là Lục Vân này quả thực là người đàn ông của Lạc Tiên Tử, những tin đồn đều là sự thật. Nếu không Doãn Thu Thủy chẳng có lý do gì để cứu hắn. Sở dĩ người đàn ông trung niên rời đi có lẽ là vì sợ hãi thân phận của Doãn Thu Thủy. Dù sao cha của bà ấy cũng là Doãn Bội, đại hộ pháp của Vũ Minh Kinh Thành nên không ai dám mạo phạm. Các thành viên Long Gia đều vui mừng khôn xiết. Điều này không chỉ đơn giản là Lục Vân được cứu mà còn là bằng chứng cho cả thế giới thấy rằng Long Gia đã leo lên được Doãn Gia. Chuyện tốt. Tuy nhiên tâm trạng của Lục Vân có chút phức tạp. Khi hẳn yêu cầu Doãn Thu Thủy nói ra sự thật thì bà ấy không nói. Cuối cùng khi hắn giăng bẫy để dụ người ẩn nấp phía sau thì bà ấy lại chạy ra ngoài gây rối. Nếu như không phải bà ấy không có ác ý với mình thì Lục Vân thật sự muốn dùng thủ đoạn độc ác cho bà ấy xem. Sau khi Doãn Thu Thủy đuổi người đàn ông trung niên đi, bà ấy quay lại và tát thẳng vào mặt Lục Vân. Nhưng lần này, Lục Vân không để cho bà ấy thành công. Lần trước khi đến văn phòng của Doãn Thu Thủy, Lục Vân đã nhận cái tát của bà ấy vì lúc đó không có người ngoài nhưng bây giờ có rất nhiều người đang xem, Lục Vân cũng muốn giữ thể diện. Bỏ ran! Doãn Thu Thủy lạnh lùng với vẻ giận dữ ngập tràn trong mắt. Lục Vân buông tay bà ấy ra. Doãn Thu Thủy phân hận nói, cậu muốn đáp án đúng không? Hiện tại tôi sẽ dẫn cậu đi tìm đáp án. Dù sao cậu cũng muốn chết nên tôi sẽ để cậu chết. Đi theo tôi. Nghĩa trang nhà họ Doãn. Những bia mộ bằng đá được xây dựng ngay hàng thẳng lối, tất cả đều là những người đã qua đời của nhà họ Doãn. Những người được chôn cất ở nghĩa trang này đều là những người mang huyết thống trực hệ, còn những con cháu ở các chỉ thứ muốn được chôn cất ở đây phải lập được công lớn cho gia tộc, nếu không thì họ không đủ tư cách được an táng ở nơi đây. Trong số đó có một ngôi mộ đá có khắc mấy dòng chữ, lúc đầu lập chí thi lấy công danh, 3 năm liền không, sau đổi sang võ. Cầm đao không vững vô tình làm nứt lìa ngón út, cuối cùng, quyết định học y, sau khi đạt được thành tựu tự viết cho mình một đơn thuốc tốt, tự bốc thuốc uống rồi qua đời. Sau khi Lục Vân đọc xong thì hắn nở một cười ngốc. Ngếch, thầm nghĩ tổ tiên này của nhà họ Doãn đúng là một nhân tài, vậy mà có thể tự kê thuốc uống để tự sát, thật sự rất đáng ghi nhận. Chỉ là hắn không hiểu ý của Doãn Thu Thủy khi đưa hắn đến đây là gì. Doãn Thu Thủy không nói lời nào. Bà ấy cứ bước từng bước về phía trước, mặc kệ Lục Vân có đi theo hay không, bà chỉ yên lặng bước đi để lại cho hắn một bóng lưng hết sức cao quý.
Mãi cho đến khi chạm đến tấm bia mộ bằng đá nhẫn nhụi nhất, Doãn Thu Thủy mới dừng lại rồi ngẩn người đứng nhìn ngôi mộ đá. So với những bia mộ khác, rõ ràng có thể thấy tấm bia đá này là cái mới nhất, thời gian xây dựng chỉ chừng 20-30 năm. Trên tấm bia đá còn khắc một dòng chữ lớn, lăng mộ của ái nữ Doãn Thu Như. Giờ phút này, Lục Vân mới man mán nhận ra điều gì đó, những suy nghĩ thích thú khi nhìn thấy những bia mộ kỳ lạ kia giờ đây đã được thay thế bằng sự căng thẳng và bất an. Hắn không muốn suy đoán của mình trở thành sự thật. Nhưng cái dự cảm xấu trong lòng càng lúc càng mãnh liệt khiến hắn gần như áp lực đến mức nghẹt thở. Doãn Thu Thủy đưa ánh mắt phức tạp liếc nhìn chăm chăm vào ngôi mộ đá kia, bà ấy không nhìn lại Lục Vân mà chỉ nói với một giọng thật nhẹ nhàng, Doãn Thu Như, là em gái tôi, đồng thời, cũng là mẹ của cậu. Một câu nói hết sức nhẹ nhàng như vậy, lại giống như một tia sét bất chợt lao âm ầm xuống mà không hề điềm báo từ trước, nó giáng thẳng lên đỉnh đầu của Lục Vân. Mẹ ruột của hắn, đã chết. Không thể nào, chuyện này không thể nào là sự thật được. Lục Vân lắc đầu, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt, tâm trạng cũng dao động vô cùng dữ dội. Chắc là Doãn Thu Thủy đang nói đùa với mình thôi. Cậu rất thương tâm sao? Doãn Thu Thủy giễu cợt, lúc này bà ấy mới quay đầu nhìn Lục Vân, thấy hắn sững sờ như vậy, bà ấy lại nở một nụ cười mỉa mai, cậu có biết hung thủ giết em gái tôi là ai không? Doãn Thu Thủy dừng lại một chút và nhìn Lục Vân với vẻ mặt chế giễu. Lục Vân không lên tiếng, mà chỉ yên lặng siết chặt nắm đấm, móng tay không sắc bén nhưng vẫn đâm sâu vào da thịt trên lòng bàn tay, liên tiếp xé ra các vết rách hình lưỡi liềm, máu tươi từ đó cũng tràn ra. Hiện giờ hắn còn chưa tiếp nhận được tin tức mẹ mình đã chết, chứ đừng nói đến việc mẹ mình chết là do có người giết. Kẻ giết người chết tiệt. Thân thể Lục Vân dâng trào sát ý. Cả người hắn giống như một thanh kiếm sắc bén ngưng tụ vô số oán niệm âm u phóng thẳng lên trời. Phẫn nộ, hắn đang cực kỳ phẫn nộ. Trong mắt Doãn Thu Thủy lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến sự thù hận của bà. Bà ấy nói tiếp, đến cậu cũng biết tức giận, cũng biết hận kẻ đã giết người huống chỉ là nhà họ Doãn của chúng tôi, làm sao chúng tôi không hận kẻ đó cho được. Bình thường người được cha tôi cưng chiều nhất chính là em gái tôi, ông ấy chiều chuộng em tôi đến mức. Ngay cả tôi cũng không thể không nảy sinh lòng ghen tị, vì vậy mà, sau khi biết về cái chết của em gái tôi, cậu có thể tưởng tượng ra ông ấy đã khổ sở đến cỡ nào không? Cha tôi chỉ hận không thể chém kẻ giết người đó thành trăm ngàn mảnh, hận không thể nghiền nát xương cốt của kẻ đó thành cho bụi. Thân thể của Lục Vân không kìm nén được run rẩy, sắc mặt dần trở nên có chút dữ tợn, hắn gầm lên, bà chỉ cần nói cho tôi biết, ai là hung thủ đã giết mẹ tôi. Cậu muốn biết sao? Vẻ mặt chế giễu của Doãn Thu Thủy càng ngày càng tăng. Nói, sát ý trong cơ thể của Lục Vân đã tăng lên đến cực điểm, lúc này đây toàn bộ khu nghĩa trang của nhà họ Doãn cũng mơ hồ rung động thật mạnh, như thể cơn giận của hắn đã mạnh đến mức đánh động đến cả những linh hồn tổ tiên đã chết của nhà họ Doãn. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo đây của Doãn Thu Thủy lại lập tức khiến Lục Vân sụp đổ. Hung thủ giết em gái tôi chính là cha cậu. Lại một tia sét khác đánh thẳng vào trong cơ thể Lục Vân, hận thù và sát ý vừa ngưng tụ đến đỉnh điểm cũng lập tức biến thành chấn động và nỗi bàng hoàng không thể tin được. Hung thủ giết mẹ hắn lại là cha của hắn. Tại sao lại như vậy? Dường như Doãn Thu Thủy đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, bà ấy châm biếm, không chỉ mình cậu muốn biết vì sao đâu, chúng tôi cũng rất muốn biết nguyên nhân, nhưng sau khi tên chết tiệt kia giết em gái tôi thì hắn ta đã biến mất không còn dấu vết nào. Lúc đó cậu chỉ vừa mới sinh ra, cha tôi không thể chấp nhận sự thật con gái mình đã chết và hung thủ giết người đã mất tích. Mỗi khi ông ấy nhìn thấy cậu là lại cảm thấy ghê tởm, bởi vì, trong xương cốt của cậu có dòng máu của kẻ giết người đó. Vốn dĩ cha tôi đã định ra tay giết cậu, nhưng khi đó tôi thấy cậu chỉ là một đứa trẻ vừa mới ra đời thậm chí còn chưa được đặt tên, cho nên tôi không đành lòng. Sau đó tôi đã bí mật đưa cậu đi trước khi cha tôi kịp ra tay. Vừa hay trên đường đi lại gặp được một vị đạo trưởng, thế là tôi trực tiếp giao cậu lại cho ông ta. Nhưng mà không biết vì sao, chỉ vài năm sau đó cha tôi đột nhiên phát hiện ra cậu vẫn còn sống. Doãn Thu Thủy không nói tiếp. Nhưng thật ra bà cũng không cần phải nói nữa. Bởi vì những lời tiếp theo đã quá rõ ràng. Sau khi Doãn Thu Thủy giao Lục Vân cho đạo trưởng, bà ấy đã quay về nói lại với Doãn Phái rằng bà ấy đã giết chết Lục Vân, ai ngờ 5 năm sau.
Doãn Phái lại vô tình biết được rằng Lục Vân vẫn còn sống và đang ở trong một cô nhỉ viện ở Giang Thành. Do thân phận nhạy cảm, Doãn Phái không tiện xuất hiện cho nên ông ta đã bí mật gây áp lực lên nhà họ Trần để Trần Bình đứng ra phóng hỏa nhằm mục đích giết chết Lục Vân ngay trong cô nhỉ viện đó. Thực tế là, từ lúc đầu Doãn Phái đã phái cao thủ đến, nhưng họ phát hiện xung quanh cô nhỉ viện đó là đủ loại trận pháp ẩn của người tu đạo đã đặt ra từ trước, những trận pháp đó đã áp chế các võ giả trên hóa cảnh tiến vào đó sẽ không có cánh nào thi triển nội lực của mình. Đồng thời những cường giả hóa cảnh được phái tới cũng biến mất toàn bộ, một đi không trở lại. Vì không còn cách nào khác, Doãn Phái mới đi tìm Trần Bình xây dựng nên kế hoạch phóng hỏa cô nhi viện đó. Vốn tưởng rằng Lục Vân đã chết trong đám cháy, nhưng không ai ngờ được sau bao nhiêu năm như vậy, hắn lại xuất hiện ở kinh thành, hơn nữa còn xuất hiện một cách kiêu ngạo như vậy. Đương nhiên, vì thế mà hắn đã thu hút sự chú ý của Doãn Phái. Đây cũng là lý do tại sao Doãn Thu Thủy không muốn nói ra sự thật, bởi vì, bà biết hung thủ này là cha bà. Sau khi Lục Vân nghe xong, trong lòng hắn tràn đầy bị thương, hắn khổ sở cười thành tiếng. Cha nợ con trả, ha ha, tuy rằng trên người tôi có chảy dòng máu của người kia nhưng dù gì thì tôi cũng là cháu ngoại của ông ấy mà, tại sao ông ấy có thể nhẫn tâm ra tay như vậy chứ? Cháu ngoại. Doãn Thu Thủy cười lạnh một tiếng. Vốn dĩ cha tôi không thích tên đàn ông chết kia, lúc em gái tôi đang mang thai cậu cũng phải lén lấy lý do ra ngoài tu luyện để dành thời gian sinh cậu ra đời. Lúc đó cha tôi không hề biết đến chuyện này, em gái tôi chỉ nói cho một mình tôi biết, cũng vì thế mà trong mắt cha tôi, cậu chỉ là một đứa con hoang, làm sao có thể thừa nhận cậu là cháu ngoại của ông ấy. Doãn Thu Thủy nói xong vẻ mặt càng ngày càng lộ rõ vẻ mỉa mai. Đây là câu trả lời mà cậu muốn. Bây giờ cậu đã hài lòng chưa? Có hài lòng không? Lời nói của Doãn Thu Thủy không khác gì một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim của Lục Vân. Sự thật mà bấy lâu bản thân tìm kiếm thực ra lại tàn khốc. Như vậy, Lục Vân cảm thấy rất khó chịu, giống như có một tảng đá vô cùng nặng đè lên ngực, khiến hắn không thở được. Hẳn không biết mình phải làm gì. Cha giết mẹ, ông ngoại sẵn sàng giết cha bất cứ lúc nào để trả thù cho mẹ. Thật là một mối quan hệ biến thái. Trước đây Lục Vân chưa bao giờ nghĩ sự thật sẽ như thế này. Dì, con muốn ở lại đây với mẹ con một lát nữa, được không? Lục Vân nhìn Doãn Thu Thủy bằng ánh mắt cầu xin, hỏi. Yếng, dì khiến cơ thể mảnh khảnh của Doãn Thu Thủy đột nhiên run lên. Bà ấy không nói, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ quay người rời đi, im lặng đi đến trước cửa mộ ngẩn người. Bà ấy cũng cảm thấy rất khó chịu. Năm ấy không có ai trong nhà họ Doãn biết việc em gái mang thai, ngoại trừ một mình Doãn Thu Thủy. Từ giọng điệu của em gái, Doãn Thu Thủy có thể nghe ra em ấy hết sức hào hứng về việc mình mang thai, dường như việc có thể sinh ra một mạng sống là điều đáng tự hào nhất trong cuộc đời em ấy. Doãn Thu Thủy cũng hết sức giúp em ấy giữ bí mật. Nhưng ai ngờ chuyện xảy ra tiếp theo lại giáng một đòn đau đớn vào bà ấy và cha bà như vậy. Nguyên nhân của tất cả chuyện này đều từ người đó mà ra. Người đó mới là kẻ đáng chết. Thu Thủy, tên nghiệt chủng đó đâu rồi? Trong lúc Doãn Thu Thủy đang chìm đắm trong nỗi đau ở quá khứ, một giọng nói khàn khàn đột nhiên từ xa truyền đến. Ngước lên, bà nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc bạc trắng và khuôn mặt đầy thăng trầm của cuộc sống, đang đi về phía bên này với vẻ mặt u ám. Doãn Phái, đại hộ pháp của Vũ Minh Kinh Thành. Cha của Doãn Thu Thủy. Bây giờ Doãn Phái mới ngoài 60 nhưng trông ông ta như một cụ già 80 tuổi, khuôn mặt khắc đầy dấu vết đầy. Thăng trầm của cuộc đời. Tóc của ông ta bạc trắng chỉ sau một đêm sau khi biết tin con gái mình qua đời. Có thể thấy chuyện đó để lại nỗi đau sâu đến nhường nào. 3. Doãn Thu Thủy nhìn thấy Doãn Phái đi tới thì sạc mặt đột nhiên thay đổi, chần chừ không muốn nói. Chết tiệt. Hiển nhiên Doãn Phái đã nhìn thấy Lục Vân trong mộ viên, ông ta gầm lên, tên nghiệt chủng đó có tư cách gì mà vào mộ viên của nhà họ Doãn chúng ta? Có tư cách gì mà quỳ trước mộ của Thu Như? Vẻ mặt của Doãn Phái lập tức trở nên hung dữ, ông ta chuẩn bị lao vào mộ viên và giết chết Lục Vân. Doãn Thu Thủy vội vàng ngăn cản ông ta, cầu xin sự thương xót cha, người đáng chết chính người đàn ông đó chứ không phải Lục Vân. Lục Vân vô tội. Vô tội. Doãn Phái khịt mũi lạnh lùng nói, làm sao hắn có thể vô tội chứ?
chỉ riêng việc trên người nó chảy dòng máu của người đàn ông đó thì nó đã không vô tội. Cha muốn nó phải đi xuống suối vàng bồi tội cho Thu Như. Doãn Thu Thủy lo lắng nói, đúng là hắn là con trai của người đàn ông đó, nhưng hẳn cũng là cháu trai. Eo em miệng, cha không có đứa cháu trai như vậy. Nó là một tên nghiệt chủng. Nó căn bản không đáng sống trên thế giới này. Cha! Doãn Thu Thủy quỳ bộp, một tiếng trước mặt Doãn Phái, bà ấy vừa nói vừa khóc đã nhiều năm như vậy rồi. Tại sao, cha vẫn không chịu buông tay? Đứng dậy! Con không đứng, nếu hôm nay cha cứ nhất quyết muốn giết Lục Vân, thì con sẽ quỳ ở đây cho đến chết. Cha giết con luôn đi! Nước mắt Doãn Thu Thủy không ngừng chảy. Từ khi Lục Vân còn là một đứa sơ sinh, bà ấy đã biết rằng dù bà có cầu xin thế nào đi chăng nữa, cha bà cũng sẽ không thể nào chấp nhận cho Hàn ở lại nhà họ Doãn được, cũng vì thế nên bà mới bí mật giao hắn cho một đạo trưởng. Bà ấy không biết vị đạo trưởng kia đã đưa Lục Vân đi đâu. Cho đến khi bà ấy biết được tin tức về Lục Vân, cũng là khi vụ cháy cô nhỉ viện Giang Thành đã xảy ra, lúc đó Doãn Thu Thủy có muốn cầu xin thay cho Lục Vân cũng muộn. Cũng vì điều này mà bà ấy đã vô cùng đau khổ và tự trách bản thân vì không bảo vệ được đứa con của em gái. Hôm nay, Doãn Thu Thủy sẽ không bao giờ để bi kịch trước đó xảy ra một lần nào nữa. Khi Doãn Phái nhìn thấy Doãn Thu Thủy quỳ trên mặt đất và nói bà sẽ chết theo nếu Lục Vân chết, ông ta lập tức trở nên vô cùng tức giận mà hét lên, đồ bất hiếu, mày đã quên Thu Như chết như thế nào rồi sao? Con không quên, con chưa bao giờ quên dù chỉ một ngày. Vậy thì mau ra khỏi đây, đừng ngăn cản tao giết chết tên nghiệt chủng đó. Doãn Phái quay lưng lại với Doãn Thu Thủy, chuẩn bị lao vào mộ viên với ý định giết người, thì ông ta đột nhiên nghe thấy Doãn Thu Thủy gầm lên, nếu cha muốn em gái chết không nhắm mắt thì cha hãy giết nó đi. Cha nghĩ giết chết Lục Vân thì em gái thật sự vui vẻ sao? Sẽ không bao giờ, em ấy chỉ hận cha thêm mà thôi, em ấy chỉ cảm thấy cha không xứng đáng làm cha của em ấy. Doãn Phái dừng bước, ông ta quay lại tát vào mặt Doãn Thu Thủy rồi tức giận nói, mày đang nói cái gì vậy? Tao, thương yêu Thu Như như vậy, tại sao tao không xứng làm cha của nó? Bên má Doãn Thu Thủy nhanh chóng hiện lên một dấu bàn tay đỏ tươi. Nhưng bà ấy vẫn kiên cường ngẩng đầu lên, nước mắt chảy dài trên mặt nói, cha có biết tại sao năm đó em ấy lại viện lý do ra bên ngoài tu luyện để lén sinh con không? Cha có biết tại sao em ấy không nói cho cha biết chuyện mình mang thai không? Cũng tại bởi vì cha bổng đả uyên ương sao? Sao có nghĩa là dùng gậy gỗ tách đôi uyên ương, là ẩn dụ cho việc chia tay một đôi nam nữ đang yêu nhau? Con thương em ấy và không muốn em ấy bị tổn thương. Từ lần đầu tiên gặp mặt con đã biết người đàn ông đó không đáng tin cậy rồi. Sự thật đã chứng minh rằng con đã đúng, tên xúc sinh đáng chết đó, lại dám ra tay sát hại Thu Như của con. Con biết rõ, con biết, cha làm như vậy vì xuất phát từ lòng yêu em gái con, nhưng nếu như em ấy không lừa cha chạy ra ngoài liệu em ấy có chết không? Doãn Thu Thủy hít một hơi thật sâu rồi hét lên. Cơ thể của Doãn Phái đột nhiên run lên. Kẻ tội đồ tất nhiên vẫn là người đàn ông đó. Nhưng nếu Doãn Thu Như không chạy ra ngoài một mình để sinh con, nếu bà ấy ở lại nhà họ Doãn thì ít nhất, nhà họ Doãn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tốt bà ấy. Thế thì người đàn ông đó sẽ có cơ hội gì? Đương nhiên bản thân Doãn Phái cũng đã nghĩ tới chuyện. Nhưng ông ta không muốn đối mặt với nó. Trước giờ Doãn Thu Thủy không hề nhắc đến chủ đề này bởi vì bà thấy cha bà tự trách như vậy là đủ rồi, bà ấy không muốn ông ta tự tra tấn mình thêm lần nào nữa. Nhưng ngày hôm nay bà ấy buộc phải nói ra điều này bởi vì bà ấy không còn lựa chọn nào khác. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cha, Doãn Thu Thủy cũng cảm thấy đau lòng nhưng bà ấy vẫn phải nói tiếp, ba có biết khi chị gái nói với con rằng chị ấy đã mang thai, giọng nói của chị ấy tràn ngập sự vui mừng như thế nào không? Chị ấy nói với con rằng đó là khoảng thời gian hạnh phúc và tự hào nhất trong cuộc đời của chị ấy. Hơn nữa, chị ấy cũng đã nhiều lần nói với con rằng chị ấy rất muốn nói tin vui này với ba nhưng lại sợ ba phản đối nên đành giữ bí mật. Ba đau lòng cho con gái của ba. Chẳng lẽ chị ấy không thương con của mình hay sao? Ba thực sự nghĩ rằng chị gái sẽ vui khi nhìn thấy ba giết đứa bé ư? Không hề, chị ấy sẽ chỉ càng hận ba mà thôi. Tại sao ba lại không thể hiểu một sự thật đơn giản như thế chứ? Cho dù ba có hận đến mức nào thì sự hận thù cũng nên tiêu tan cùng với trận hỏa hoạn 15 năm trước rồi.
Ba cứ coi như đứa trẻ đó đã chết trong trận hỏa hoạn được không? Doãn Thu Thủy hết lòng cầu xin, quần áo của bà ấy đã ướt đẫm nước mắt. Doãn Bội ôm mái tóc bạc của mình, nỗi đau vô tận và sự tự trách điên cuồng ập đến khiến ông ấy không nói nên lời. Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của ông ấy vang lên, Thu Thủy, con đứng dậy trước đi đã. Nhưng Doãn Thu Thủy vẫn bất động, cùng lúc này, ở trong nghĩa trang. Trước bia mộ của Doãn Thu Như, Lục Vân quỳ trên mặt đất và trầm mặc hồi lâu. Cho dù trong đầu vang lên thanh âm của chị Năm Sở Giao, hắn cũng không có chút phản ứng nào. Tiểu Lục Vân, chị không tìm được sư phụ nhưng lại tìm được một ngôi mộ lớn. Chị nhìn thấy trông giống như kiểu một cái hố và giờ đang định đi vào đó. Lát nữa chị sẽ gọi lại cho em. Câu nói này đến không đúng lúc. Bởi vì Sở Giao không biết được tình hình hiện tại của Lục Vân. Cô chỉ nhớ rằng khi Lục Vân bảo cô đi tìm Thiên Diệu Tử và nói rằng có chuyện gì hãy báo lại với hắn. Sau một khoảng thời gian dài, Sở Giao không tìm thấy Thiên Diệu Tử. Vì không muốn Lục Vân lo lắng nên cô thông báo tình hình cho hắn thông qua pháp trận ý niệm. Lục Vân vẫn bất động. Hắn lặng lẽ quỳ trước mộ của mẹ mình. Cho đến khi trời tối, Doãn Bội bước vào nghĩa trang và nhìn Lục Vân với vẻ mặt phức tạp. Ông ấy thở dài đầy vẻ cô đơn rồi rời đi. Doãn Thu Thủy cũng quỳ ở đó gần như cả ngày, sau đó bà ấy loạng choạng đứng dậy, hai chân đã tê cứng còn đầu gối thì sưng đỏ. Nhưng bà ấy nghĩ rằng làm như vậy cũng đáng giá. Tuy rằng cha bà ấy không nói gì nhưng nếu ông ấy đã rời đi thì điều đó có nghĩa là nhất định ông ấy sẽ không còn nghĩ đến việc giết Lục Vân nữa trong một khoảng thời gian. Doãn Thu Thủy bình tĩnh lại, đợi cho đến khi cảm giác tê ở chân giảm đi một chút, bà ấy bước vào nghĩa trang và đi đến bên cạnh Lục Vân. Lục Vân, mẹ của con đã biết được tâm ý của con rồi. Mau đứng dậy đi. Lục Vân vẫn im lặng. Doãn Thu Thủy nhìn thấy hắn như vậy, đột nhiên bà ấy cảm thấy đau khổ. Thật ra nỗi đau trong lòng đứa trẻ này cũng không kém gì những người khác. Hắn phải chịu sự nghèo khổ từ nhỏ và sống 5 năm ở viện Phúc Lợi. Thế nhưng vụ hỏa hoạn ở viện Phúc Lợi đã khiến cho cuộc sống của hắn trở nên hỗn loạn. Sau khi dày công đi tìm kiếm chân tướng, đáp án lại là cha hắn giết mẹ hắn còn người muốn giết hắn lại chính là ông ngoại của hắn. Nói về nỗi đau, còn ai có thể đau đớn hơn Lục Vân nữa đây? Hắn cũng là một đứa trẻ đáng thương. Lục Vân, đứng dậy đi. Thanh âm của Doãn Thu Thủy có chút nghiêm nghị, bà ấy không muốn Lục Vân tiếp tục quỳ nữa. Thế nhưng bà ấy vẫn thấy Lục Vân bất động. Doãn Thu Thủy kéo tay hắn thì mới phát hiện cơ thể của Lục Vân cứng như bê tông sắt thép, cứ quỳ mãi đó. Không chịu nhúc nhích. Doãn Thu Thủy tức giận nói, con cứ như thế này, mẹ con thấy sẽ vui chứ. Gì? Lúc này, cuối cùng Lục Vân cũng lên tiếng, con không sao. Chỉ là con muốn dành thời gian ở bên mẹ nhiều hơn một chút. Con sẽ không nghĩ không thông đâu, dì đừng lo. Khuôn mặt của Doãn Thu Thủy cứng đờ. Mất một hồi, bà ấy mới vỗ vai Lục Vân và lặng lẽ thở dài, con nhìn đi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Nói xong, Doãn Thu Thủy quay người đi đến cổng nghĩa trang và nói với người gác mộ, hãy trông chừng hắn, có chuyện gì thì lập tức báo cho tôi. Vâng thưa cô Doãn. Doãn Thu Thủy rời khỏi nghĩa trang và quay lại vào. Sáng hôm sau, khi nhìn thấy Lục Vân vẫn quỳ ở đó, bà ấy hơi nhíu mày. Nhưng bà ấy cũng không quấy rầy vì bà ấy biết rằng Lục Vân muốn yên tĩnh. Cho nên Doãn Thu Thủy chỉ dặn người gác mộ đưa bữa ăn hàng ngày cho Lục Vân đúng giờ. Doãn Thu Thủy đã tự tay nấu những bữa ăn này. Nhưng đã 2 ngày trôi qua, Lục Vân vẫn không động một miếng nào. Còn bà ấy cũng không nói lời nào với hắn. Doãn Thu Thủy thực sự bất lực trước sự bướng bỉnh của hắn. Bà ấy cũng đoán được vì hắn thừa hưởng tính cách ấy của chị gái. Bất kể Lục Vân có ăn hay không, mỗi ngày Doãn Thu Thủy đều giao đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn đến cho hắn. Khi nào đói thì hắn sẽ tự ăn vì ý chí của con người không thể chiến thắng được cơn đói. Bà ấy chưa từng nghe thấy ai chết đói, tất nhiên là ngoại trừ những người không có tiền để ăn. Đến ngày thứ tư, mây đen bao phủ khắp bầu trời khiến cho cả thế giới dường như chìm vào trong bóng tối. Một trận mưa lớn chút xuống, những cành cây trong nghĩa trang bị gió mạnh đung đưa. Chỉ có Lục Vân là vẫn đứng yên. Tiểu Lục Vân, một giọng nói quen thuộc vang lên. Bóng dáng mảnh khảnh của Lạc Ly bước tới trong cơn mưa lớn, cuối cùng dừng lại bên Lục Vân. Cô cầm ô và nói, chị Bảy sẽ ở bên em.
Đôi chân thon dài và thẳng tắp của Lạc Ly đứng bên cạnh Lục Vân, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự đau khổ. Sau khi biết mọi chuyện từ lão sư, cô đã lập tức đến kinh thành. Nhìn thấy Tiểu Lục Vân như thế, trong lòng cô vô cùng đau xót. Tiểu Lục Vân luôn là một người tích cực và vui vẻ, có chút giống lưu manh. Tuy nhiên kiểu lưu manh này không hề gây khó chịu mà còn có sức hút riêng. Lưu manh nhưng không xấu. Khi ở trước mặt các chị gái, hắn luôn có vẻ mặt tươi cười và thường thay đổi đủ trò để trêu chọc họ. Thế nhưng vào lúc này, sự im lặng của hắn hoàn toàn khác với mọi ngày. Tiểu Lục Vân nhất định cảm thấy rất khó chịu. Vì thế, Lạc Ly cảm thấy rất đau lòng. Cô không thuyết phục Lục Vân mà chỉ im lặng ở bên cạnh hắn. Nếu Tiểu Lục Vân không đứng dậy thì cô cũng sẽ không đi. Nếu như Tiểu Lục Vân không ăn uống thì cô cũng sẽ không ăn uống. Chỉ là không hiểu sao trời ngày càng mưa nặng hạt. Gió cũng vậy, ngày càng thổi mạnh hơn. Chiếc ô của Lạc Ly không thể chống đỡ được mấy nên cô chỉ đành ném nó sang một bên mà không sử dụng khiên bảo vệ khiến cho mưa gió mạnh đập thẳng vào người. Quần áo của cô ướt đẫm và dính chặt vào cơ thể thanh tú. Đường cong duyên dáng của cơ thể hoàn toàn được phác thảo trong gió và mưa. Lạc Ly không để ý mưa rơi trên mặt đất, cô ngồi xổm trên mặt đất ẩm ướt, hai tay ôm lấy đầu gối và tựa đầu vào cánh tay của Lục Vân. Cơn mưa quất vào khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô, tạt vào mắt cô rồi từ từ trượt khỏi mắt. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cái lạnh trong cơ thể của Lạc Ly đột nhiên được dòng nước ấm xua tan. Khi mở mắt ra, mưa đã tạnh. Xuất hiện trước mặt cô chính là khuôn mặt tỏa nắng của Lục Vân, chị Bảy, cảm ơn chị. Bầu trời sau cơn mưa trong xanh đẹp lạ thường, những tia nắng cũng trở nên ấm áp. Lạc Ly hơi phồng má, trong lòng vừa tức giận vừa vui mừng, sau đó nhẹ nhàng mắng, tên khốn, lần sau mà còn dám làm chị lo lắng nữa, chị sẽ cắn chết y mồ. Đối diện với ánh sáng ấm áp, hai chiếc răng hổ nhỏ trắng như pha lê của cô tỏa sáng. Lục Vân ôm eo cô và nói, đồ ngốc, chẳng phải em đã nói không sao rồi còn gì. Em chỉ là muốn dành thời gian ở bên mẹ nhiều hơn một chút mà thôi. Đường đường là Vân Thiên Thần Quân làm sao có thể mắc chứng tự kỷ được. Lạc Ly cũng không chịu thua kém, cô nhéo mạnh Lục Vân, trừng mắt nhìn hắn và nói, em đúng là đồ ngốc. Lục Vân mỉm cười, quay đầu nhìn mộ của mẹ mình và nói, mẹ, mẹ nhìn xem, con dâu tương lai của mẹ thật ngang bướng nhưng mẹ nhất định sẽ rất thích cô ấy đúng không? Bình thường nhất định Lạc Ly sẽ trả lời hắn, ai là vợ tương lai của em, không biết xấu hổ. Thế nhưng vào lúc này, cô không nói gì mà chỉ vùi đầu vào ngực Lục Vân với khuôn mặt đỏ bừng. Lạc tiên tử xấu hổ, thật đúng là hiếm thấy. Đến trước cổng Nghĩa Trang, đúng lúc Đô Ấn Thu Thủy tới đưa cơm, thấy Lục Vân như vậy, bà ấy cũng thở phào. Nhẹ nhõm, nhưng khi thấy Lạc Ly ngượng ngùng trong lòng hắn, ánh mắt của bà ấy đầy ẩn ý. Lục Vân nói, dì, mấy ngày nay con khiến dì lo lắng rồi. Con cũng biết hả, đúng là đồ cứng đâu. Doãn Thu Thủy trợn mắt nhìn hắn. Lục Vân suy nghĩ một chút rồi hỏi, dì. Dì có thể cho biết người đàn ông đó tên là gì không? Khuôn mặt của Doãn Thu Thủy cứng đờ. Tất nhiên bà ấy biết người đàn ông đớ mà Lục Vân nhắc đến là ai. Tâm trạng của bà ấy khá phức tạp. Cho dù có nói với Lục Vân thì sao, không biết người đàn ông đó dùng tên thật hay bút danh, bao lâu nay Doãn gia vẫn luôn tìm kiếm nhưng không thấy. Vì thế làm sao Lục Vân có thể tìm ra được? Cho dù thật sự tìm được thì phải làm sao? Cha con giết nhau sao? Doãn Thu Thủy thà rằng Doãn gia cứ tiếp tục tìm kiếm còn hơn là để Lục Vân dính líu vào đó bởi vì đây là mối hận thù của đời trước. Thấy bà ấy chần chừ, Lục Vân cười nói, dì đừng lo, con không yếu đuối như dì nghĩ đâu. Dì chỉ cần cho con biết tên của người đó là được. Doãn Thu Thủy nghiêm túc nhìn hắn một hồi, sau đó thở dài nói ra cái tên mà bà ấy cực kỳ ghét, tên của ông. Ta là Dương Thiên Đạo. Dương Thiên Đạo, Lục Vân khắc sâu cái tên này trong lòng. Nếu như có cơ hội thì hắn muốn tự hỏi Dương Thiên Đạo vì sao lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Dì hãy nói với ông ngoại rằng con khác với người đàn ông đó. Một ngày nào đó khi con tìm ra được đáp án thì con nhất định sẽ cho ông ngoại một lời giải thích. Hy vọng ông ngoại, bảo trọng thân thể. Lục Vân nói xong liền ôm lấy thân thể mềm mại thơm tho của Lạc Ly và rời đi. Nhìn thấy tấm lưng gầy gò của hắn, Doãn Thu Thủy sửng sốt một lúc lâu. Sau đó... Bà ấy đột nhiên quay sang khu rừng bên cạnh và nói, ba có nghe thấy không?
thằng bé hoàn toàn khác với người đàn ông đó. Một tiếng thở dài phát ra từ phía sau những cái cây rong rừng. Sau đó, họ nhìn thấy một bóng dáng già nua bước ra. Đó chính là Doãn Bội. Ba đến thăm Thu Như. Doãn Bội nói với tâm trạng phức tạp, vẻ mặt có chút cô đơn. Ông ấy chậm rãi đi về phía Nghĩa Trang. Doãn Thu Thủy im lặng theo sau. Khi đến trước ngôi mộ của Doãn Thu Như, cả hai đều im lặng. Đột nhiên, một đạo ánh sáng chói lóa phản chiếu từ bên cạnh ngôi mộ đá thu hút sự chú ý của hai người. Doãn Bội bối rối bước tới và cầm vật đó lên nhìn, vẻ mặt của ông ấy đột nhiên thay đổi. Đó là một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài đại diện cho quyền lực tối cao của Long Quốc. Thiên sát lệnh. Doãn Thu Thủy kêu lên, sau đó nhìn phía xa ngoài Nghĩa Trang, cổ họng khô khốc nói, đây là, do Lục Vân để lại. Lục Vân chính là Vân Thiên Thần Quân. Thân thể già nua của Doãn Bội cũng khẽ run lên. Một lúc sau, hai hàng nước mắt rơi xuống từ khóe mắt già nua. Ông ấy quỳ xuống trước ngôi mộ của Doãn Thu Như, buồn bã nói, Thu Như, những năm này ba đã sai rồi sao? Một người là đao phủ tàn nhẫn còn người kia lại là thần bảo hộ của Long Quốc. Hai người họ hoàn toàn khác nhau. Nếu như Thu Như còn sống thì nhất định sẽ rất vui khi thấy con trai mình có tiền đồ tươi sáng như vậy. Doãn Bội bật khóc. Một lúc sau, ông ấy đứng dậy đi về nhà, tìm một chiếc hộp gỗ rồi đặt thiên sát lệnh vào trong đó và đặt bên cạnh ngôi mộ đá. Doãn Bội không sử dụng lệnh bài này vì đó là niềm an ủi duy nhất dành cho đứa con gái đã mất của ông ấy. Tiểu Lục Vân, chúng ta đang đi đâu vậy? Thấy đã rời khỏi mộ viên nhà họ Doãn rồi mà Tiểu Lục Vân vẫn còn ôm chặt mình như vậy, Lạc Ly không nhịn được hỏi. Động phòng! Động phòng! Lạc Ly sửng sốt, nói Tiểu Lục Vân khốn kiếp, em lại định giở trò lưu manh với chị sao? Trò lưu manh gì chứ, em làm vậy là danh chính ngôn thuận mà. Làm sao mà danh chính ngôn thuận được chứ? Không phải chị đã thừa nhận em là chồng sắp cưới của chị rồi sao? Chị nói vậy khi, Lạc Ly đột nhiên nhớ lại những gì Tiểu Lục Vân vừa nói ở mộ viên, nhưng phải vì thể diện của mẹ Tiểu Lục Vân nên cô mới không phản bác sao? Cho dù là thật đi nữa thì hắn làm vậy có phải tiến triển nhanh quá rồi không? Làm sao có thể nhảy thẳng tới bước động phòng như vậy được? Dung Tục, buông chị ra, chị đây sẽ không động phòng với em sớm như vậy đâu. Lạc Ly từ chối lần thứ hai. Bốp! Lục Vân dùng một tay đã có thể nhẹ nhàng bế thân thể mảnh khảnh của cô lên, tay còn lại rảnh rỗi tát mạnh vào mông Lạc Ly một cái, quyết đoán nói, ngồi yên. Đồ vô lại, em đừng có quá trớn như vậy, chị không phải người dễ bị ức hiếp đâu. Lạc Ly thở hổn hển nghiến răng chuẩn bị cắn vào người Lục Vân. Lục Vân nói, em nghĩ là tốt nhất chị đợi lúc nào vắng về hãy cần, giờ mà chị cắn xuống một cái sẽ làm hỏng hình ảnh Lạc tiên tử của chị đó. Hừ. Hình ảnh nữ thần của chị đã sớm bị tên nhóc hư, đốn như em hủy hoại từ lâu. Lạc Ly hừ một tiếng rồi nói. Nhưng mà theo lời Lục Vân vừa nói, đây là đường phố có người qua lại nên không được cắn hắn, phải đợi đến lúc vắng vẻ không người hãy cắn. Không đúng. Đợi lúc vắng vẻ. Hãy cắn. Nói như vậy không đúng. Lúc này Lạc Ly mới chậm chạp phản ứng lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức đỏ lên vì xấu hổ sau đó lại vùi đầu vào ngực Lục Vân. Vì sợ bị người qua đường nhận ra. May mắn là mấy người đi qua không nhận ra cô. Thật ra thì cái tên Lạc tiên tử rất nổi tiếng trong giới võ tu, trong cuộc sống hàng ngày cũng có không ít người từng nghe qua. Nhưng mà có thể thật sự nhìn thấy mặt cô chỉ có những người trong giới mà thôi. Khi Lạc Ly còn ở học viện võ đạo kinh thành đã được mệnh danh là tài nữ, sau khi tốt nghiệp xong cô lập tức được sắp xếp đi đến căn cứ Vũ Minh khu Hoa Trung. Lại có thêm sự hỗ trợ của Doãn Thu Thủy cho nên cô nhẹ nhàng nắm lấy chức vị minh chủ khu vực. Ảnh chụp của cô chỉ xuất hiện trên hồ sơ của học viện, có điều học viện võ đạo kinh thành không phải là nơi người thường có thể đi vào, trên diễn đàn của học viện cũng cần có quyền hạn mới được đăng ký. Cho nên chuyện những người đi đường không biết cô là chuyện bình thường. Ví dụ như là Tiêu Thấm đó, cô ấy chuyên lăn lộ trong giới giải trí kinh thành, không thể nào không nghe. Một chút thông tin gì về Lạc tiên tử được. Dù vậy nhưng lúc đó Tiêu Thấm vẫn không nhận ra Lạc tiên tử trong lời đồn đó là em bảy Lạc Ly của mình. Thật ra Lạc Ly làm vậy không phải vì lo bị người qua đường nhận ra. Mà là, bị bế lên như vậy cô vẫn ngượng chứ, cho nên cô mới vùi đầu vào ngực Lục Vân. Thấy cô đã chịu ngồi yên,
Lục Vân lập tức đắc ý, cứ vậy bế cô đến tận nhà họ Long. Long Thuyên thấy hắn không hề hấn gì thì nhướng mày, bước nhanh lên phía trước thân mật chào hỏi, Lục. Tiên sinh, không có việc gì thì thật sự là quá tốt, đúng rồi, thân phận của hung thủ đó, ngài đã tra ra chưa? Ông ta sợ hung thủ lúc trước lại đến nữa. Dù sao đối phương cũng là nhất phương tôn giả, nhà họ Long thật sự không có khả năng nhúng tay vào. Lục Vân nói, chuyện này không cần ông lo lắng, viện trưởng Doãn đã giải quyết xong tất cả, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Long Thuyên thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng ánh mắt kỳ lạ liếc nhìn người phụ nữ trong lòng Lục Vân, hỏi, Lục tiên sinh, đây là ai vậy? Lạc Ly vùi mặt vào ngực Lục Vân, lắc đầu thật mạnh. Lục Vân cười tủm tỉm, cố ý kéo dài giọng điệu nói, người này sao, là người nổi tiếng. Hít tương đương. Lục Vân đột nhiên cảm thấy trên ngực nhói lên, đau đến mức hít mạnh một hơi, thầm mắng chị Bảy đúng là cọp cái mà, ra tay thật tàn nhẫn. Ơ hăm, cái này, người này là cô vợ nhỏ tôi mới nhặt được trên đường. Lục Vân nào dám nán lại lâu nữa, hắn ôm lấy Lạc Ly vội vàng chạy tới sân sau nhà họ Long. Khoảng thời gian này Lục Vân sống ở nhà họ Long. Long Thuyên còn đặc biệt sắp xếp một gian nhà yên tĩnh cho hắn. Vừa vọt về tới phòng. Lục Vân lập tức hét lên nói, dừng tay. Không đúng, dừng miệng đi con cọp cái này sao? Không. Lạc Ly gầm gừ đáp, hôm nay cô nhất định phải cho Yên Vô Lại này một bài học, để hắn không làm mình xấu hổ nữa. Không dừng miệng, cái này là do em tự chuốc lấy. Lục Vân bất chấp luôn, không để ý cô có dừng hay không nữa mà trực tiếp ôm lấy cơ thể mềm mại thơm ho của Lạc Ly rồi ngã người lên giường. Đồng thời giơ bàn tay to ra đặt lên ngực cô. Dùng sức bóp một cái thật mạnh. Ăn miếng trả miếng này. A! À, Lạc Ly hét lên một tiếng, lúc này mới chịu nhả ra, kế tiếp có chiếc chân thon thả lên đá mạnh về phía bụng Lục Vân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy hoảng sợ. Cô không ngờ Lục Vân thật sự dám làm như vậy. Nhưng khi thấy Lục Vân tức giận trà sát chỗ bị cắn, dáng vẻ vô cùng buồn cười thì cô phụt một tiếng cười khúc khích. Tự hào nói, hừ, em xứng đáng bị như vậy, phì. Còn dám khiêu khích, chết tiệt, để xem hôm nay em xử lý chị thế nào này. Lục Vân rất tức giận, bước lên phía trước nắm lấy tay Lạc Ly đè cô xuống giường, thấy cô lại sắp giơ chân lên đá mình thì Lục Vân trực tiếp dùng chân mình đè ngược lại. Sức mạnh của Vân Thiên Thần Quân, chỉ một võ giả hóa cảnh tông sư làm sao có thể so được. Chẳng mấy chốc, Lạc Ly đã chế ngự, không thể động đậy. Trong mắt của cô lóe lên một tia hoảng sợ, cô chật vật giấy giụa mấy cái, thấy không có hiệu quả thì cô ngượng ngùng quay đầu đi, khẽ nói, em. Nhẹ thôi đó. Lạc Ly không giấy giụa nữa, nghiêng khuôn mặt xinh đẹp ngượng ngùng đến mức đỏ bừng sang một bên, đôi mắt đẹp nhắm chặt. Đôi lông mi mảnh khảnh run lên nhẹ nhẹ. Nhìn thôi cũng biết cô khẩn trương đến mức nào. Cảm nhận được hơi thở của Tiểu Lục Vân đang dần dần đến gần, sự căng thẳng trong lòng Lạc Ly lập tức bành trướng. Lần này đến thân thể mềm mại của cô cũng run lên theo. Nhưng mà ngoài sự lo lắng, cô còn có chút chờ mong. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cuối cùng, cô cảm nhận được nụ hôn của Tiểu Lục Vân. Nhưng nó không rơi trên đôi môi anh đào của cô, mà là lên trán cô. Nói chị ngốc quả không sai mà. Giọng nói của Lục Vân vang lên, Lạc Ly mở mắt ra lập tức nhìn thấy nụ cười tỉnh nghịch của hắn. Tới lúc này cô mới kịp phản ứng lại. Cô lại bị tên khốn kiếp này lừa rồi. Lục Vân khốn kiếp. Lạc Ly xấu hổ hét lên, đột nhiên ngẩng đầu lên đập vào cằm Lục Vân. Lục Vân vốn đã cảnh giác, hai tay đang chống trên giường nhanh chóng đẩy mạnh lên, bay vút xuống đất, thành công né khỏi đòn tấn công của Lạc Ly. Dầm mưa cả đêm rồi, chị đi tắm trước đi, tắm xong chúng ta ra ngoài ăn. Sau khi Lục Vân nói xong thì nhanh chóng rời khỏi phòng. Nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm. Đừng nhìn bề ngoài hắn thong dong như vậy, thật ra trong lòng hắn cũng căng thẳng không kém gì Lạc Ly. Đặc biệt là khi Lạc Ly đột nhiên không giấy giụa nữa, nằm im như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn cộng với biểu cảm kia nữa, thật sự rất hấp dẫn. Lục Vân suýt nữa đã không nhịn được. Sau khi Lục Vân chạy ra khỏi phòng, Lạc Ly thất thần ngồi đó, trong lòng đột nhiên hiện lên một chút mất mát. Làm sao lại mất mát chứ? Lạc Ly lắc đầu thật mạnh, hai má nóng bừng thì thầm. Lạc Ly, mày đang nghĩ cái quái gì vậy, a hát thật đáng sợ. Tất cả là do tên Tiểu Lục Vân chết tiệt kia. Cô oán giận nghiến răng rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Dù tâm trạng phức tạp đến cỡ nào, cứ tắm một cái là bay sạch hết thôi. Tại phòng khách ra nhà họ Long. Nhìn thấy Lục Vân đi ra, tất cả mọi người trong nhà họ Long đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Rõ ràng lúc nãy bọn họ nhìn thấy Lục Vân vừa ôm một người phụ nữ vội vã chạy về phòng mà, không ngờ lại ra sớm như vậy. Long Thuyên hỏi, Lục tiên sinh, vừa rồi. Đừng hỏi chuyện không nên hỏi. Được rồi, tôi không hỏi nữa, ha ha. Long Thuyên cười. Lúc này, Diệp Vô Địch đột nhiên chạy vào với vẻ mặt hưng phấn nói, anh rể, tôi biết là anh sẽ không sao mà. Nhìn thấy thằng nhóc này, Lục Vân lập tức tức giận nói, không phải anh còn phải lên lớp sao, cả ngày chạy. Lung tung như vậy làm gì? Tôi không có chạy lung tung, mấy ngày nay ít tiết học, tan học tôi mới đến đây. Như vậy mà không phải là chạy lung tung sao? Lục Vân hung tợn trừng mắt nhìn cậu ta, hắn thật sự không ngờ thằng nhóc này lại quen thuộc với người nhà họ Long như vậy. Mặt Long Thuyên bên cạnh đỏ lên, lúng túng cười nói, khụ khụ. Cứ coi Long ra là nhà của cậu ấy đi, không tính là chạy loạn đâu. Diệp Vô Địch giải thích, là do mấy tên nhóc nhà họ Long đó, tôi đã nói là anh rể nhất định sẽ an toàn trở về mà họ không tin, một mực muốn cá cược với tôi. Đã vậy rồi thì sao tôi có thể để thua bọn họ được, thế là tôi đã thuận theo ý họ đặt cược 5 xu. Sắc mặt Long Thuyên đột nhiên thay đổi, ông ta quát lớn, là đứa nào đã thô lỗ như vậy, cậu nói ra đi tôi nhất định sẽ xử lý chuyện này. Đương nhiên, Diệp Vô Địch sẽ không bán đứng bản cược của mình. Lục Vân tát vào đầu cậu ta một cái, tức giận nói, tên nhóc này, anh thật sự dám lấy tôi ra cược sao? Đã cược thì cược đi, cược có 5 xu thì cược làm quái gì? Tôi thấy rõ ràng là cậu ngứa đòn rồi. Đừng mà anh rể. Trận đòn kế tiếp là chuyện khó mà tránh khỏi. Diệp Vô Địch ôm đầu chạy trối chết, làm mấy tiểu bối của Long ra đứng đằng xa thấy vậy thì cười khà khà. Anh rể tha mạng, em có tin báo, em có tình báo. Đây. Diệp Vô Địch vừa hét lên vừa cầu xin thương xót. Tình báo. Lục Vân giễu cợt, tình báo của anh đáng giá mấy xu. Trước hết cứ nghe em nói trước đi anh rể được rồi, cho anh một cơ hội, nếu tình báo anh đưa ra không làm tôi hài lòng thì anh cứ ngoan ngoãn chịu đánh đi. Tình báo này rất quan trọng, chúng ta cần phải nói ở một nơi yên tĩnh hơn. Nhìn Diệp Vô Địch làm màu, Lục Vân lập tức tức. Giận kéo thẳng cậu ta ra khỏi nhà họ Long, nói có dám gì thả mau. Diệp Vô Địch quét mắt nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, cậu ta mới thì thầm, tôi làm như vậy là tránh cho thân phận của anh bị lộ đó anh rể à, anh xem tin này đi. Diệp Vô Địch lấy điện thoại di động ra, mở giao diện tin tức rồi đưa cho Lục Vân xem, em biết anh rể rất ít khi đọc tin tức, cho nên chắc chắn anh vẫn chưa đọc bài báo này. Lục Vân nhìn lướt qua. Nội dung của bài báo là có một người Mỹ tên Wilson tự tuyên bố là mình đã đạt tới thần cảnh, đồng thời muốn khiêu chiến với thiên sát vương của Long Quốc, địa điểm chiến đấu là một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Vĩ độ và kinh độ của đảo đó cũng được viết trong bài báo. Do chênh lệch múi giờ giữa các kinh độ cho nên, Wilson không nói rõ cụ thể thời gian mà chỉ nói là khoảng một tuần sau, anh ta sẽ đến hòn đảo này chờ thiên sát vương 3 ngày. Còn nói, nếu trong vòng 3 ngày này thiên sát vương không đến thì hắn chính là con rùa rụt đầu. Cái này hoàn toàn là một hành vi khiêu khích mất não, giống như chuyên gia người Đài Loan nói người đại lục không có tiền mua trứng luộc nước trà ăn. Trước kia Lục Vân cũng đã từng gặp phải những chuyện như này, nhưng hắn chưa bao giờ để ý tới nó, nếu không thì cứ có người khiêu khích là hắn phải lên đánh một trận thì phải đánh đến bao giờ chứ? Chỉ khi có người làm chuyện quá đáng, xâm phạm đến biên giới của Long Quốc thì Lục Vân mới cho bọn họ biết độ khủng bố của thiên sát vương. Thậm chí là không hề ngần ngại mà giết thẳng đến thủ đô của bọn họ. Cho nên, hiện giờ Lục Vân cũng không hề có ý định để ý tới chú hề này. 36 tướng lĩnh của Thiên Hoàng Điện cũng lười làm phiền thần quân điện hạ vì loại tin tức rác rưởi này. Nói tóm lại là, tình báo này của Diệp Vô Địch không có ý nghĩa gì với Lục Vân. Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Lục Vân, Diệp Vô Địch lập tức lo lắng nói, anh rể, tôi thấy tên Wilson này không đơn giản vậy đâu. Rất nhiều bình luận trên mạng đều nói anh ta thật sự là thần cảnh đó. Lục Vân duỗi ngón tay ra gõ lên đầu cậu ta rồi nói, mấy bình luận này nọ trên mạng đó, đọc chơi chơi là được rồi, đa phần đều không phải là sự thật, có điều. Tên Wilson này đến thật sự rất đúng lúc. Lạc Ly không giãy giụa nữa,
nhưng khuôn mặt xinh đẹp ngượng ngùng đến mức đỏ bừng sang một bên, đôi mắt đẹp nhắm chặt. Đôi lông mi mảnh khảnh run lên nhẹ nhẹ. Nhìn thôi cũng biết cô khẩn trương đến mức nào. Cảm nhận được hơi thở của Tiểu Lục Vân đang dần dần đến gần, sự căng thẳng trong lòng Lạc Ly lập tức bành trướng, lần này đến thân thể mềm mại của cô cũng run lên theo. Nhưng mà ngoài sự lo lắng, cô còn có chút chờ mong. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp, cuối cùng, cô cảm nhận được nụ hôn của Tiểu Lục Vân. Nhưng nó không rơi trên đôi môi anh đào của cô, mà là lên trán cô. Nói chị ngốc quả không sai mà. Giọng nói của Lục Vân vang lên, Lạc Ly mở mắt ra lập tức nhìn thấy nụ cười tỉnh nghịch của hắn, tới lúc này cô mới kịp phản ứng lại, cô lại bị tên khốn kiếp này lừa rồi. Lục Vân khốn kiếp. Lạc Ly xấu hổ hét lên, đột nhiên ngẩng đầu lên đập vào cằm Lục Vân. Lục Vân vốn đã cảnh giác, hai tay đang chống trên giường nhanh chóng đẩy mạnh lên, bay vút xuống đất, thành công né khỏi đòn tấn công của Lạc Ly. Dầm mưa cả đêm rồi, chị đi tắm trước đi, tắm xong chúng ta ra ngoài ăn. Sau khi Lục Vân nói xong thì nhanh chóng rời khỏi phòng. Nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm. Đừng nhìn bề ngoài hắn thong dong như vậy, thật ra trong lòng hắn cũng căng thẳng không kém gì Lạc Ly. Đặc biệt là khi Lạc Ly đột nhiên không giấy giụa nữa, nằm im như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn cộng với biểu cảm kia nữa, thật sự rất hấp dẫn. Lục Vân suýt nữa đã không nhịn được. Sau khi Lục Vân chạy ra khỏi phòng, Lạc Ly thất thần ngồi đó, trong lòng đột nhiên hiện lên một chút mất mát. Làm sao lại mất mát chứ? Lạc Ly lắc đầu thật mạnh, hai má nóng bừng thì thầm, Lạc Ly, mày đang nghĩ cái quái gì vậy, a hát thật đáng sợ. Tất cả là do tên Tiểu Lục Vân chết tiệt kia. Cô oán giận nghiến răng rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Dù tâm trạng phức tạp đến cỡ nào, cứ tắm một cái là bay sạch hết thôi. Tại phòng khách ra nhà họ Long. Nhìn thấy Lục Vân đi ra, tất cả mọi người trong nhà họ Long đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Rõ ràng lúc nãy bọn họ nhìn thấy Lục Vân vừa ôm một người phụ nữ vội vã chạy về phòng mà, không ngờ lại ra sớm như vậy. Long Thuyên hỏi, Lục tiên sinh, vừa rồi. Đừng hỏi chuyện không nên hỏi. Được rồi, tôi không hỏi nữa, ha ha. Long Thuyên cười. Lúc này, Diệp Vô Địch đột nhiên chạy vào với vẻ mặt hưng phấn nói, anh rể. Tôi biết là anh sẽ không sao mà. Nhìn thấy thằng nhóc này, Lục Vân lập tức tức giận nói, không phải anh còn phải lên lớp sao, cả ngày chạy. Lung tung như vậy làm gì? Tôi không có chạy lung tung, mấy ngày nay ít tiết học, tan học tôi mới đến đây. Như vậy mà không phải là chạy lung tung sao? Lục Vân hung tợn trừng mắt nhìn cậu ta, hắn thật sự không ngờ thằng nhóc này lại quen thuộc với người nhà họ Long như vậy. Mặt Long Thuyên bên cạnh đỏ lên. Lúng túng cười nói, khụ khụ. Cứ coi Long ra là nhà của cậu ấy đi, không tính là chạy loạn đâu. Diệp Vô Địch giải thích, là do mấy tên nhóc nhà họ Long đó, tôi đã nói là anh rể nhất định sẽ an toàn trở về mà họ không tin, một mực muốn cá cược với tôi. Đã vậy rồi thì sao tôi có thể để thua bọn họ được, thế là tôi đã thuận theo ý họ đặt cược 5 xu. Sắc mặt Long Thuyên đột nhiên thay đổi, ông ta quát lớn, là đứa nào đã thô lỗ như vậy? Cậu nói ra đi tôi nhất định sẽ xử lý chuyện này. Đương nhiên, Diệp Vô Địch sẽ không bán đứng bản cược của mình. Lục Vân tát vào đầu cậu ta một cái, tức giận nói, tên nhóc này, anh thật sự dám lấy tôi ra cược sao? Đã cược thì cược đi, cược có 5 xu thì cược làm quái gì? Tôi thấy rõ ràng là cậu ngứa đòn rồi. Đừng mà anh rể. Trận đòn kế tiếp là chuyện khó mà tránh khỏi. Diệp Vô Địch ôm đầu chạy trối chết. Làm mấy tiểu bối của Long ra đứng đằng xa thấy vậy thì cười khà khà. Anh rể tha mạng, em có tin báo, em có tình báo. Đây. Diệp Vô Địch vừa hét lên vừa cầu xin thương xót. Tình báo. Lục Vân giễu cợt, tình báo của anh đáng giá mấy xu. Trước hết cứ nghe em nói trước đi anh rể được rồi, cho anh một cơ hội, nếu tình báo anh đưa ra không làm tôi hài lòng thì anh cứ ngoan ngoãn chịu đánh đi. Tình báo này rất quan trọng. Chúng ta cần phải nói ở một nơi yên tĩnh hơn. Nhìn Diệp Vô Địch làm màu, Lục Vân lập tức tức. Giận kéo thẳng cậu ta ra khỏi nhà họ Long, nói có dám gì thả mau. Diệp Vô Địch quét mắt nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, cậu ta mới thì thầm, tôi làm như vậy là tránh cho thân phận của anh bị lộ đó anh rể à, anh xem tin này đi. Diệp Vô Địch lấy điện thoại di động ra, mở giao diện tin tức rồi đưa cho Lục Vân xem. Em biết anh rể rất ít khi đọc tin tức,
cho nên chắc chắn anh vẫn chưa đọc bài báo này. Lục Vân nhìn lướt qua. Nội dung của bài báo là có một người Mỹ tên Wilson tự tuyên bố là mình đã đạt tới thần cảnh, đồng thời muốn khiêu chiến với Thiên Sát Vương của Long Quốc, địa điểm chiến đấu là một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Vĩ độ và kinh độ của đảo đó cũng được viết trong bài báo. Do chênh lệch múi giờ giữa các kinh độ cho nên, Wilson không nói rõ cụ thể thời gian mà chỉ nói là khoảng một tuần sau, anh ta sẽ đến hòn đảo này chờ Thiên Sát Vương 3 ngày. Còn nói, nếu trong vòng 3 ngày này Thiên Sát Vương không đến thì hắn chính là con rùa rụt đầu. Cái này hoàn toàn là một hành vi khiêu khích mất não, giống như chuyên gia người Đài Loan nói người đại lục không có tiền mua trứng luộc nước trà ăn. Trước kia Lục Vân cũng đã từng gặp phải những chuyện như này, nhưng hắn chưa bao giờ để ý tới nó, nếu không thì cứ có người khiêu khích là hắn phải lên đánh một trận thì phải đánh đến bao giờ chứ? Chỉ khi có người làm chuyện quá đáng, xâm phạm đến biên giới của Long Quốc thì Lục Vân mới cho bọn họ biết độ khủng bố của Thiên Sát Vương, thậm chí là không hề ngần ngại mà giết thẳng đến thủ đô của bọn họ. Cho nên, hiện giờ Lục Vân cũng không hề có ý định để ý tới chú hề này. 36 tướng lĩnh của Thiên Hoàng Điện cũng lười làm phiền thần quân điện hạ vì loại tin tức rác rưởi này. Nói tóm lại là, tình báo này của Diệp Vô Địch không có ý nghĩa gì với Lục Vân. Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Lục Vân, Diệp Vô Địch lập tức lo lắng nói, anh rể, tôi thấy tên Wilson này không đơn giản vậy đâu, rất nhiều bình luận trên mạng đều nói anh ta thật sự là thần cảnh đó. Lục Vân duỗi ngón tay ra gõ lên đầu cậu ta rồi nói, mấy bình luận này nọ trên mạng đó, đọc chơi chơi là được rồi, đa phần đều không phải là sự thật, có điều. Tên Wilson này đến thật sự rất đúng lúc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.